lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 326, không quen các người. Sắc mặt Lý Hinh Nhi vô cùng khó coi, cô ta muốn phản bác, nhưng Tô Yên cũng đã nói Chu Thành làm ở bộ phận an ninh, đã là bà chủ của tập đoàn Yên Phong nói thì còn giả được. Lý Hinh Nhi muốn Chu Toàn lại mọi chuyện nhưng cũng không còn cách nào. Chu Thành, anh nói rõ ràng đi, rốt cuộc anh ở bộ phận an ninh hay là tổng giám đốc phụ trách toàn bộ khu vực Hoa Nam? Vừa nãy đều đã nói ra cả rồi, những người này đều là bạn học cũ, nếu mà bị vả mặt thì cô ta thật sự sẽ không ngóc đầu lên được. Chu Thành ấp úng nói, anh không phải tổng giám đốc khu vực gì, anh chỉ là bảo vệ. Lời nói vừa dứt, Lý Hinh Nhi suýt nữa thì ngất. Mọi người chế nhạo, xì xào bàn tán. Thật là cười chết mất, còn tưởng rằng bản thân thật sự gả cho giám đốc cấp cao của công ty, hóa ra lại chỉ là một tên bảo vệ. Xem ra bữa cơm này của chúng ta chỉ có thể là tự chúng ta trả tiền thôi, một tên bảo vệ, sợ rằng ăn bữa này xong sẽ khiến anh ta phá sản mất. Có một số người ấy, không có tiền thì không phải trả vờ, vừa rồi còn nói Tô Yên bị lừa, tôi thấy cậu ta mới là bị lừa. Đây chắc chắn là chuyện cười buồn cười nhất năm. Lý Hinh Nhi không cam lòng, cố gắng chống đỡ, cô ta hỏi Chu Thành, lúc trước anh nói với tôi, nhà anh là dòng dõi nhà có học, cha mẹ đều là giáo sư đại học, người bản địa, lời này không phải là giả chứ. Nếu Tô Yên không ở đây, nhất định Chu Thành sẽ giả vờ đến cùng, nhưng bây giờ anh ta nào dám tiếp tục giả vờ làm kẻ có tiền. Giọng của Chu Thành càng ngày càng nhỏ, anh ta nói, cha mẹ anh bày hàng ở ven đường bán sách, đây còn không phải là dòng dõi nhà có học ư. Hinh Nhi, vậy cũng không tính là anh lừa em. Lý Hinh Nhi suýt thì tức đến hộc máu, vậy anh nói bọn họ là giáo sư đại học, đây không phải gạt tôi thì là cái gì? Tôi bảo mà, vì sao hai ta lĩnh chứng, anh lại không dẫn tôi đi gặp bố mẹ anh, thoái thác rằng bọn họ bận quá, vẫn luôn nói rằng không có thời gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hóa ra anh chính là một kẻ lừa đảo. Thỉnh thoảng bọn họ cũng đến đại học lấy sách, người khác thường nói đùa gọi bọn họ là giáo sư, đây cũng không phải nói dối. Chu Thành. Lý Hinh Nhi tức giận đến nỗi tái cả mặt, tôi muốn kiện anh lừa hôn, cái kẻ lừa đảo này. Việc này sao có thể trách anh, ai bảo em hư vinh quá, anh không nói như vậy thì sao em sẽ gả cho anh. Chu Thành nói, Hinh Nhi, anh thật sự yêu em, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, công việc hiện tại của anh cũng có thể nuôi em mà. Anh nuôi cái rắm ấy. Lý Hinh Nhi tức giận đến mức không còn mặt mũi nào đứng ở đây, mặt đỏ đến tận mang tai, xoay người đi ra ngoài. Hinh Nhi, Hinh Nhi. Chu Thành đuổi theo, hai người lôi lôi kéo kéo. Đột nhiên, Lý Hinh Nhi kéo áo Chu Thành xuống, phần sau lưng của Chu Thành lộ ra một lỗ lớn do chiếc áo sơ mi ở trong bị thủng. Đây thật sự đúng là mặt ngoài gọn gàng đẹp đẽ. Mọi người cười ầm lên, thể diện của Lý Hinh Nhi hoàn toàn mất hết, cô ta vứt cái áo xuống rồi khóc lóc chạy ra ngoài. Hinh Nhi, Chu Thành nhặt áo lên rồi lại nói với Tô Yên một câu, Tổng Giám Đốc Tô, xin lỗi, tôi đi dỗ vợ, sau đó thì đi mất. Tô Yên nhìn ra được, Chu Thành thật sự yêu Lý Hinh Nhi, nếu không cũng sẽ không vì giữ thể diện cho Lý Hinh Nhi mà tỏ vẻ cực kỳ khí phách nói muốn trả tiền, một chầu này cũng tầm mười mấy vạn, sợ là thật sự ăn đến mức phá sản mất. Lý Hinh Nhi vừa đi, trong phòng bao lập tức trở nên yên tĩnh đến mức một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Mọi người đều đang đợi Tô Yên nói chuyện, xem sắc mặt Tô Yên. Người vừa rồi vẫn luôn châm chọc Tô Yên, Vương Ái Ái cũng im, ánh mắt liếc nhìn chiếc vòng trên tay cô. Bây giờ cũng không ai dám nói đây là giả. Lúc này người phục vụ lại mang không ít đồ ăn lên, tất cả đều là món đắt tiền, nào là cua hoàng đế, tổ yến. Cũng không biết là ai gọi một chai rượu vang đỏ cao cấp, e rằng ăn xong bữa cơm này phải mất đến mấy chục vạn. Vừa rồi Lý Hinh Nhi vẫn luôn thổi phồng chồng mình là giám đốc điều hành, một năm kiếm được cực nhiều nên mọi người mới dám gọi như vậy. Bây giờ thì tốt, Lý Hinh Nhi đi rồi. Nhưng mà còn may, Tô Yên đang ở đây, bà chủ tập đoàn Yên Phong, tiền cơm bữa này còn không phải chỉ là chuyện nhỏ. Vừa rồi Vương Ái Ái cũng rất khoe khoang, vì sợ bản thân bị để mắt đến rồi bị bảo đi thanh toán nên bây giờ cô ta cũng trở nên khiêm tốn. Có người hỏi, Tô Yên. Chồng của cậu thật sự là tổng giám đốc tập đoàn Yên Phong. Tô Yên vẫn thờ ơ như cũ, công ty là anh ấy mở. Người nọ xấu hổ, cười cười, sao vừa nãy cậu lại không nói ra thế, gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Tô Yên không cần dùng nhiều sức mà vẫn có thể đánh trả được một cách dễ dàng, bây giờ chân của chồng tôi đang bị thương nên phải ở nhà nghỉ ngơi,
Tôi cũng không nghĩ đến mọi người lại nhiệt tình như vậy, dành nhau giới thiệu việc làm cho chồng tôi. Mọi người nào có phải là nhiệt tình, chỉ là muốn nhìn bị Tô Yên chê cười mà thôi. Nhưng không nghĩ đến vai hề thế mà lại chính là bọn họ. Tô Yên đứng dậy, cô cười nhạt rồi nói, mọi người cứ từ từ ăn, tôi còn có việc, đi trước đây. Vừa nghe thấy Tô Yên phải đi, mọi người lập tức căng thẳng. Nếu Tô Yên đi rồi thì tiền này ai trả chứ? Khoe khoang thì khoe khoang, còn chuyện lấy tiền ra trả, bọn họ lại không lấy ra được. Tô Yên, đừng đi mà, bạn học cũng khó được khi tụ họp, ngồi xuống ăn một ít đi, mọi người cùng nhau tâm sự, liên hệ chút tình cảm. Đúng vậy đấy, không dễ dàng gì mọi người mới tụ họp chung một chỗ, khó có được đấy. Gọi nhiều đồ ăn như vậy, không ăn thì lãng phí biết bao. Tô Yên, không phải cậu sợ phải thanh toán nên muốn chuồn đi đấy chứ? Bây giờ cậu chính là bà chủ của tập đoàn Yên Phong, sao lại nhỏ mọn như vậy? Phép nói khích, muốn để cô thanh toán. Thật sự coi cô là người coi tiền như rác mà. Cô cũng chả quen những người này. Tô Yên khẽ mỉm cười, bắt đầu lấy tiền từ trong túi ra. Người khác vừa thấy cô móc túi, tưởng cô muốn trả tiền, trong lòng đều mừng thầm. Nào biết Tô Yên chỉ lấy ra 100 tệ, đặt lên trên bàn, vừa rồi tôi uống một ngụm trà, đây là tiền trà. Tôi đưa phần của tôi rồi, các người cứ dùng từ từ. 100 tệ. Mọi người đều cảm thấy khó có thể tin được. Vậy mà cũng cầm ra. Vương Ái Ái không nhịn được mà nói, Tô Yên, cậu cũng quá keo kiệt rồi, chỗ này ít nhất cũng mấy chục vạn, cậu có tiền như vậy mà lại đưa ra 100 tệ, đây tính là gì? Những thứ này cũng không phải là tôi gọi, vì sao tôi phải trả tiền? Tô Yên lạnh lùng cười, tôi có tiền, nhưng tiền của tôi cũng không phải do gió thổi đến, vì sao tôi phải chiều theo mấy người? Trả tiền cho mấy người, một đám mấy người đều là ông chủ lớn, làm ăn lớn, gả cũng là gả cho ông chủ lớn, sẽ không phải là không mua nổi đấy chứ. Chuyện bạn bè tụ họp không phải cô tổ chức. Giữa đường bị kéo tới, cô cũng chỉ uống một ngụm trà. Muốn để cô trả tiền ư, đó là chuyện không thể. Một câu của Tô Yên khiến mọi người sửng sốt lại không dám hé răng, nếu ai ra mặt lúc này thì có khi phải thanh toán. Tô Yên cong cong khóe miệng, buông tờ 100 tệ xuống rồi đi. Sở Hướng Nam đợi một hồi lâu mà mãi vẫn chưa thấy người, đến đây tìm Tô Yên thì thấy cô đi từ trong phòng bao ra. Thấy thế, anh ta vội vàng qua đó, Tổng Giám Đốc Tô, đồ ăn đều đã gọi xong. Đi thôi. Tô Yên theo Sở Hướng Nam đi đến vị trí ăn cơm, Sở Hướng Nam đang muốn đi kéo ghế, giả vờ ga lăng thì Tô Yên lại ngồi xuống một cái ghế khác. Sở Hướng Nam ngượng ngùng cười cười, ngồi xuống. Tổng Giám Đốc Tô, cô vừa rồi. Phục vụ. Làm phiền lấy thêm một bộ bát đũa nữa. Sở Hướng Nam hỏi, còn ai muốn đến sao? Chồng tôi, Tô Yên vừa dứt lời thì lập tức thấy người, Lục Cận Phong không chống nạng, cũng không ngồi xe lăn, cứ như vậy mà đến. Sở Hướng Nam nhìn thấy Lục Cận Phong thì vẻ mặt lập tức trở nên rất khó coi. Người anh ta mời là Tô Yên, Lục Cận Phong đến, vậy không phải kế hoạch kế tiếp của anh ta sẽ ngâm nước nóng à? Tô Yên thấy Lục Cận Phong đi đến thì vẻ mặt cũng khó coi. Đây không phải cậy mạnh à? Vết thương ở chân nào có thể tốt lên nhanh như vậy? Tô Yên biết, Lục Cận Phong đây là sĩ diện, cho nên không ngồi xe lăn. Lục Cận Phong, anh lại làm liều. Tô Yên nói vậy cũng là trách cứ ngoài miệng mà thôi, cô đứng dậy đi qua đỡ Cận Phong. Chương 327, không thể để vết thương ở chân của Lục Cận Phong khỏi quá nhanh. Tô Yên chỉ vừa đỡ cánh tay Lục Cận Phong đã bắt đầu giả vờ yếu đuối. Anh ngả nghiêng về hướng Tô Yên rồi khoác tay lên vai cô. Ơi Yên Yên, chân của anh đau quá, xin em hãy thương xót cho tấm thân bé nhỏ với đôi chân bị dính lời nguyền. Tô Yên, cũng may cô biết rõ Lục Cận Phong là người đức hạnh ra sao, nên chẳng có gì quá ngạc nhiên. Này thì thể hiện, Tô Yên âm thầm véo nhẹ Lục Cận Phong để xem như trừng phạt. Nụ cười nơi khóe môi Lục Cận Phong càng thêm nở rộ. Bất kể nhìn xuôi nhìn dọc thế nào trông hai người đều giống như đang liếc mắt đưa tình. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Sở Hướng Nam sầu đến không thể sầu hơn. Tuy anh ta và Tô Yên đã từng ở bên nhau, nhưng anh ta vẫn chưa thấy mặt tính cách này của Tô Yên bao giờ. Tô Yên đỡ Lục Cận Phong ngồi xuống. Vốn dĩ Sở Hướng Nam mới là người hẹn Tô Yên, nhưng giờ đương sự như anh ta lại bỗng hóa dư thừa. Lúc này, Lục Cận Phong mới thấp thoáng trông thấy Sở Hướng Nam. Anh nói, hóa ra Tổng Giám Đốc Sở cũng ở đây. Sở Hướng Nam. Anh ta ngồi lù lù ở đây cả buổi,
vậy mà lại coi anh ta như chẳng hề tồn tại. Trong tình huống khó xử thế này, Sở Hướng Nam chỉ đành nở một nụ cười đầy gượng gạo, chào anh Lục. Cả người trước lẫn người hiện tại đều dịu dàng. Lục Cận Phong bưng tách trà lên uống, chẳng phải anh Sở tìm vợ tôi có chuyện gì sao? Hai người nói chuyện tự nhiên đi, cứ mặc kệ tôi ngồi đây uống chút trà với nhấm chút đồ ăn là được rồi. Nói vậy hóa ra là đến ăn trực. Tô Yên nhịn cười, cô điềm tĩnh nhìn Sở Hướng Nam, chẳng phải anh Sở nói có chuyện rất quan trọng muốn nói sao? Đúng, đúng, rất quan trọng, Sở Hướng Nam cười gượng. Thực chất, anh ta chẳng có chuyện gì muốn nói cả. Chẳng qua là muốn lừa Tô Yên ra ngoài, thêm nữa là bí mật mời phóng viên với mục đích chụp vài bức ảnh dễ khiến người ta hiểu lầm, mà nói thẳng là muốn tạo drama để lăng xê bản thân. Bây giờ Lục Cận Phong lại ngồi chễm chệ ở đây, anh ta làm gì dám có ý nghĩ không đứng đắn nào nữa. Sở Hướng Nam nhấp chút trà để kìm nén sự bàng hoàng, thấy Tô Yên và Lục Cận Phong đều đang nhìn mình chằm chằm, anh ta cười mỉa, à thì, không biết sao tự nhiên tôi quên mất chuyện đó là chuyện gì rồi, sao chúng ta không ăn chút gì đó đi nhỉ? Đồ ăn ở nhà hàng này nổi tiếng là hương vị hàng đầu. Bỗng nhiên, Lục Cận Phong đặt nặng tách trà xuống bàn. Tiếng tách trà va chạm với mặt bàn khiến Sở Hướng Nam bất giác run lên, anh ta nhìn Lục Cận Phong trong căng thẳng, bàng hoàng. Lục Cận Phong chậm rãi chỉnh ống tay áo, rồi thản nhiên nói, đầu bếp nhà tôi nấu đương nhiên là phải ngon rồi. Nhà tôi, đầu bếp nhà tôi, Sở Hướng Nam lắp bắp, nhà hàng này do Tổng Giám Đốc Lục mở hả? Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì đúng rồi đó. Nói cách khác, Lục Cận Phong đã mua lại nhà hàng này. Đây là nhà hàng tọa lạc tại mảnh đất đế đô Sầm Uất, cũng tức là nơi được biết đến với cái danh tấc đất tấc vàng. Không biết phải tốn bao nhiêu mới có thể mua được nó. Ấy mà quên mất, Lục Cận Phong lại là người chẳng có gì ngoài tiền. Sở Hướng Nam toát hết mồ hôi lạnh. Anh ta không ngốc, anh ta thừa biết Lục Cận Phong coi mình như cái gai trong mắt. Sở Hướng Nam ngượng ngùng cười cười, thấy nước trà trong tách Lục Cận Phong đã vơi gần hết, anh ta vội vàng rót thêm. Bầu không khí tại đây trở nên vô cùng lúng túng. Suốt cả quá trình, Tô Yên đều nín cười cũng như ung dung dùng bữa. Đúng lúc này, di động Sở Hướng Nam bỗng vang lên. Vừa thấy tên người gọi là Vạn Linh San, cảm xúc anh ta đã vỡ òa như chứng kiến đấng cứu tinh giáng thế. Anh ta nhanh chóng bắt máy, bên kia còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã vội nói, anh nghe nè vợ, à, anh đang dùng bữa với Tổng Giám Đốc Lục. Cái gì? Em thấy không khỏe nên đang ở bệnh viện hả? Rồi rồi, anh tới liền, anh tới liền. Bệnh viện nào? Rồi rồi, chờ anh. Vạn Linh San ở đầu dây bên kia sững cả người, trên đầu hiện lên muôn vàn dấu hỏi, cô ta không khỏe ở đâu nhỉ? Lại còn ở bệnh viện nào nữa chứ? Cô ta cũng không hiểu Sở Hướng Nam đang nói lung tung cái gì. Sau một hồi tự biên tự diễn, Sở Hướng Nam nói, xin lỗi anh Lục, vợ tôi không được khỏe, cô ấy đang ở bệnh viện. Tôi phải đi xem cô ấy thế nào đã. Tôi xin phép đi trước. Lục Cận Phong không nói lời nào, chỉ ung dung uống trà và dùng bữa. Mà anh không lên tiếng, Sở Hướng Nam cũng không dám đi. Sau khi cố ý làm lơ Sở Hướng Nam vài phút, Lục Cận Phong mới nói, ừ, đi đi. Cảm xúc Sở Hướng Nam lúc này giống như cảm xúc của một tên tội phạm khi được đại xá, anh ta vội chuồn nhanh như bay. Thấy bóng lưng Sở Hướng Nam luống trống chạy đi. Tô Yên bật cười thành tiếng, Lục Cận Phong, phản xạ của anh lại căng hơn nữa rồi nhỉ. Quả là ghen 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 mà. Lục Cận Phong véo nhẹ mũi Tô Yên, ánh mắt đầy ắp vẻ yêu chiều, em ỷ là anh thích em, nên mới không sợ chứ gì. Vậy mà lại dám đi ăn với người yêu cũ. Tô Yên cười, có bản lĩnh thì anh đừng có đi theo. Lục Cận Phong trợn mắt nhìn Tô Yên, quả nhiên người ta nói không có sai. Dò sông dò bể dễ dò chứ nào ai lấy thước mà đo được lòng phụ nữ với tiểu nhân. Anh nghi là năm đó em bày kế tiễn anh ra đảo. Này này này, Lục Cận Phong, anh đừng có vụ oan cho em à nha. Năm đó, người ăn hành nhiều nhất là em đây này. Anh gieo chuyện cho đã rồi phủi mông đi mất, hại người ta gánh không biết bao nhiêu là tội. Đúng là hết chuyện để nói. Lục Cận Phong gắp thức ăn cho Tô Yên, vợ, ăn chân giò bổ sung collagen đi này. Tô Yên không khách sáo bèn cắn một miếng, sau đó hỏi, vậy tóm lại là chân anh có ổn không hả? Chắc là sẽ sớm thôi. Ít nhất cũng phải dưỡng mất một tháng, đến giờ thì chỉ mới được hơn nửa tháng. Mà mục đích thực sự của Lục Cận Phong lại chính là mượn cớ để có thể ăn thịt. Tô Yên liếc nhìn đôi chân Lục Cận Phong,
rồi khẽ thì thầm, coi bộ về mình phải bàn bạc với Sa Thành Nghị lại mới được. Đừng có xài thuốc xịn quá, bình bình thôi được rồi. Lục Cận Phong với đôi tai siêu thính. Đám người Tôn Oanh Oanh và Vương Ái Ái bước ra sau khi đã ăn xong, sắc mặt ai nấy cũng bí xị. Vừa nãy gần như ai cũng chém gió cho lắm, để rồi đến lúc thanh toán lại bảo chia đều. Trong buổi họp lần lớp này, thực chất thì ai ai cũng bằng mặt chứ chẳng bằng lòng. Bằng đôi mắt tinh tường, Tôn Oanh Oanh đã trông thấy Tô Yên đang ngồi ăn tại khu hoa viên của nhà hàng. Cô ta nói, Tô Yên đang ngồi ăn ở kia kìa, người đàn ông bên cạnh chắc là chồng cô ấy. Nghe Tôn Oanh Oanh nói vậy, tất cả đều đồng loạt nhìn sang. Và đúng thật, đó là Tô Yên. Trước đó Tô Yên nói có việc, quả thật không phải nói dối. Người ta bận đi ăn với chồng đây mà. Có điều, họ chỉ thấy bóng lưng Lục Cận Phong chứ không thấy chính diện. Tuy vậy, nhưng chỉ vỏn vẹn một bóng lưng cũng đủ để thấy đây là người đàn ông bất phàm. Vương Ái Ái không cam tâm, cô ta kích động mọi người có muốn xem thử bộ mặt thật của chồng Tô Yên không? Nghe đồn là tổng giám đốc của tập đoàn Yên Phong, người nắm quyền cả nhà họ Lục. Tôi cũng rất tò mò muốn xem coi có phải thật hay không. Lời của Vương Ái Ái cũng chính là tiếng lòng của mọi người. Lý Tố Nga khoe mẽ bốc phét khi nãy đã bị mọi người bóc trần, nói không chừng Tô Yên cũng là giả. Bọn họ đều không muốn thấy Tô Yên sống tốt hơn họ. Tôn Oanh Oanh nói, Vương Ái Ái, đừng có kiếm chuyện, bạn học với nhau không à, làm loạn này nọ thì khó coi lắm. Ai làm loạn đâu chứ, chúng ta chỉ qua chào hỏi chút thôi mà. Nói xong, Vương Ái Ái xoay người đi qua, những người khác cũng đồng loạt theo sau. Tô Yên, Vương Ái Ái tươi cười chào hỏi, đây là chồng của cậu hả, giới thiệu cho tụi mình biết với. Tô Yên vừa thấy nhóm Vương Ái Ái, tâm trạng đã xuống sắc. Lúc này Lục Cận Phong mới quay đầu lại. Khi nhóm Vương Ái Ái nhìn thấy khuôn mặt Lục Cận Phong, tất cả đều há hốc mồm. Đây quả thực là Lục Cận Phong. Họ đã từng thấy trên TV. Trời ạ, Tô Yên thực sự đã kết hôn với người đàn ông giàu có bậc nhất. Mọi người ai ai cũng ghen tị. Hương khói tổ tiên chắc phải bốc tận mây xanh mới tích được may mắn lớn như vậy. Lục Cận Phong khẽ liếc nhìn đám người này rồi nhẹ giọng hỏi Tô Yên, vợ, bạn của em à? Một tiếng vợ quá đỗi nhẹ nhàng lại như đòn đánh chí mạng thẳng vào linh hồn. Chương 328, Lâu Doanh cô có tâm xíu được không hả? Vương Ái Ái vốn muốn xem trò cười của Tô Yên, nhưng kết quả trò cười chẳng thấy đâu lại còn phải ngậm ngùi với tô cơm chó. Tìm được anh chồng vừa đẹp trai nhà giàu đã là gì, vấn đề là anh ta còn cưng chiều Tô Yên đến vậy. Họ chưa gặp Lục Cận Phong bao giờ, nhưng đều đã nghe danh Lục Cận Phong trên tạp chí hoặc TV. Người ta đồn rằng Lục Cận Phong là người mặt lạnh vô tình, sát phạt quyết đoán, nhưng nào ngờ lại có một mặt dịu dàng như vậy. Toàn là những tin đồn thất thiệt. Vương Ái Ái nhìn đến ngây dại. Tô Yên thờ ơ đáp, bạn học cũ. Chỉ đơn giản vài chữ, Lục Cận Phong đã biết đại khái rằng Tô Yên không chào đón những người này. Chào cậu Lục, tôi tên Vương Ái Ái. Hồi còn đi học, quan hệ giữa tôi và Tô Yên là tốt nhất, bọn tôi còn ngồi cùng bàn nữa đó. Vương Ái Ái nhiệt tình đưa tay ra muốn bắt tay chào hỏi, cô ta cười rất rạng rỡ, lại còn tạo dáng quyến rũ. Định dụ dỗ ai cơ chứ? Tô Yên không lên tiếng, cô cũng muốn xem Lục Cận Phong sẽ đối phó như nào. Lục Cận Phong không thèm đưa tay đáp lại, anh làm lơ coi như không thấy gì, Vương Ái Ái, tôi nhớ rồi. Cậu Lục cứ gọi tôi Ái Ái là được rồi, Vương Ái Ái ngượng ngùng thu tay lại. Lúc cô ta định ngồi xuống thì Lục Cận Phong nở nụ cười nho nhã và nói, hôm nay là kỷ niệm 2190 ngày vợ chồng tôi quen nhau. Nói vậy cũng nghĩa là anh đây muốn dùng bữa riêng với Tô Yên, người không phận sự né hết sang bên. Vương Ái Ái mặt đỏ tía tai, lần này quả thật không kìm được sắc mặt. Ngẫm kỹ lời Lục Cận Phong mới biết đó lại là một mâm cơm chó. Bình thường người ta đều sẽ kỷ niệm vài tuần hoặc vài năm quen nhau, còn nếu tính ngày thì cũng phải là kỷ niệm trăm ngày. Ai đời lại kỷ niệm 2190 ngày. Đây không phải phát cơm chó thì là gì? Nếu tính từ lần đầu Lục Cận Phong và Tô Yên gặp nhau đến nay có lẽ cũng đã hơn vài năm, quả thật là đã lâu như vậy. Vương Ái Ái dù có mặt dày cỡ nào, cũng không dám ngồi xuống nữa. Tất cả ai nấy cũng vô cùng ngưỡng mộ, chắc Tô Yên bật hack đây mà, nhưng phải công nhận là cô giấu kỹ thật, bọn họ vậy mà không biết Tô Yên và Lục Cận Phong đã quen nhau lâu như vậy. Nói vậy chẳng phải Tô Yên đã quen Lục Cận Phong từ hồi đại học sao? Vương Ái Ái xấu hổ đứng lên, Tôn Oanh Oanh nói, Tô Yên,
vậy tụi mình đi trước nha, không quấy rầy cậu với cậu Lục dùng bữa nữa. Tô Yên lấy trong túi ra một tấm thiệp mời, oanh oanh, mình với chồng sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 6 tháng 6. Có rảnh thì đến uống rượu chung vui cùng tụi mình nha. Tôn oanh oanh được quý mến nhưng lại lo, nhất định, nhất định. Tô Yên, chúc mừng cậu đã tìm được bạch mã hoàng tử đời mình. Trong 20-30 bạn học, Tô Yên chỉ đưa thiệp mời mỗi Tôn oanh oanh, thế những người khác bỏ đi đâu. Khi nãy ngoại trừ Tôn oanh oanh, những người này đều mỉa mai xem thường Tô Yên. Vương Ái Ái rất khen tị khi thấy tấm thiệp mời trên tay Tôn oanh oanh. Người dự hôn lễ của Lục Cận Phong và Tô Yên chắc chắn đều thuộc tầng lớp thượng lưu, với những ông chủ lớn và doanh nhân giàu có. Nếu cô ta có thể đến hôn lễ, với dung mạo và ngoại hình của cô ta thì dù có gặp đại một người trong số đó cũng đủ để đưa cô ta vào cuộc sống xa hoa của một bà phu nhân giàu có. Vương Ái Ái rất muốn đến dự hôn lễ để nhân cơ hội đào vàng, nếu biết Tô Yên giấu kỹ như vậy, cô ta đã không coi thường cũng như nhắm vào Tô Yên. Vương Ái Ái, đi thôi, còn đứng đó chi nữa? Tôn oanh oanh nhắc nhở. Mọi người mà còn ở lại đây không phải sẽ khó xử hơn sao? Vương Ái Ái không cam tâm, cô ta cắn môi bước ra ngoài, những người khác cũng đồng loạt theo sau. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Vương Ái Ái kéo Tôn oanh oanh sang một bên rồi cười nói, oanh oanh, cậu nhường tấm thiệp mời này cho mình đi được không? Hay là cậu bán nó cho mình đi, mình trả cậu 5.000 tệ nhé, được không cậu? Quả là thẳng thắn. Tôn oanh oanh không hiểu dụng ý của Vương Ái Ái, này là thiệp Tô Yên mời mình mà, cậu lấy làm gì? Oanh oanh à, cậu biết đó, mình cũng gần 30 rồi. Thanh xuân mỗi người đều có hạn, nhất là với phụ nữ bước qua 30 là chẳng còn giá trị gì nữa. Không giấu gì cậu, mình đã quyết phải kết hôn trong năm nay. À, Tôn oanh oanh chợt ngộ ra, cậu tính đi hốt đại gia chứ gì, nhưng chẳng phải hồi nãy cậu nói bạn trai cậu là sếp lớn gì đó sao? Sếp lớn nào đâu, chẳng qua là ông chủ nhỏ của quán cà phê thôi à. Vương Ái Ái nói, oanh oanh cũng thấy đó, hồi nãy ai cũng khoe khoang bốc phét, có được mấy câu là thật đâu, đừng nói cậu không nhìn ra à nha, nãy mình cũng chỉ chạy theo xu hướng thôi. Đương nhiên Tôn oanh oanh cũng hiểu rất rõ, mình không bán đâu, Tô Yên mời mình có nghĩa là cô ấy coi trọng mình không thể phụ lòng cô ấy. Nói xong Tôn oanh oanh cũng rời đi, Vương Ái Ái chỉ đành bất lực. Lục Cận Phong và Tô Yên cũng đã ăn uống no say, hai người rời khỏi nhà hàng, Tô Yên lái xe. Trên đường về, Lục Cận Phong hỏi, vợ à, lúc gặp mấy bạn học hồi nãy của em ý, anh thấy hình như em không được vui. Quan hệ hồi trước cũng không tốt đẹp gì, sau khi tốt nghiệp cũng chẳng liên lạc qua lại. Nhỏ Vương Ái Ái đó còn có ý đồ với anh thì em vui thế quái nào được. Lục Cận Phong cười khẽ, vợ à, coi bộ hồi đó em ăn ở kỳ lắm ha. Cả lớp chừng 30 người mà em không có nổi hai người bạn hợp gu nữa. Tô Yên hừ một tiếng, anh không biết gì hết, anh có thấy cọp đi theo bầy bao giờ không? Chỉ có mấy con cừu non mới đi theo bầy thôi, cọp nó đi đơn về chiếc không à? Người thành công luôn có lối đi riêng. Ừ, Lục Cận Phong gật đầu đồng ý, quả là cọp cái có khác. Tô Yên nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn, Lục Cận Phong, anh ngứa ra phải không? Vợ à, anh nhớ con quá. Lục Cận Phong nhanh chóng lái sang chuyện khác, không biết bé ba với bé tư có cao thêm chút nào chưa nữa. Màn đêm buông xuống. Tô Yên không yên tâm, cô gọi cho Lâu Doanh nhưng không ai bắt máy, sau đó cô gọi cho Vạn Nhất. Vạn Nhất, Lâu Doanh còn ở chỗ cậu không? À, Vạn Nhất liếc nhìn Lâu Doanh và Lãnh Phùng ở bàn bên cạnh, rồi nói với Tô Yên qua điện thoại, cô ấy với Lãnh Phùng đang làm công tác tư tưởng đây này. Lâu Doanh đến gặp Lãnh Phùng. Tô Yên bỗng lo lắng, đây chẳng phải làm liều sao. Vạn Nhất, Lâu Doanh mà có mệnh hệ gì thì cậu liệu hồn với tôi. Chị dâu, em cũng bất đắc dĩ lắm chứ bộ. Cũng tại Lâu Doanh giả bộ yếu đuối trước mặt em, mà chị cũng biết là em mềm lòng, đến một con kiến bé xíu cũng không nỡ giết thì làm sao chịu nổi loại cực hình này. Tô Yên lẳng lặng liếc nhìn Lục Cận Phong bên cạnh, tên này cũng học thói giả bộ yếu đuối. Dịu dàng cũng là con dao làm tim ta nhỏ máu. Tô Yên cũng lập tức cảm thông cho Vạn Nhất. Nào ổn, nhớ gọi báo cho tôi biết với nhé. Ok. Sau khi cúp điện thoại, Vạn Nhất nhìn chằm chằm vào hai người ở bàn bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng quan sát xung quanh, đề phòng có người tới bắt Lâu Doanh. Lâu Doanh và Lãnh Phùng ở bàn bên cạnh đã đàm phán thất bại. Lâu Doanh đã thua, đội trưởng, đừng có lừa tôi. Làm gì có chuyện anh không biết Phi Minh đang bị giam ở đâu.
Tôi không biết thật mà. Lãnh Phùng đã nói câu này cả đêm, Lâu Doanh, tôi đang tạm đình chỉ công tác, giờ cũng không mặc đồng phục cảnh sát trên người. Nể tình tôi dẫn chị em cô vào hố lửa, nên coi như tôi nợ cô một ân tình, lần này tôi sẽ không bắt cô. Lâu Doanh đưa hai tay ra trước, anh bắt tôi đi. Bắt tôi rồi thả Phi Minh về là xong xuôi rồi. Lãnh Phùng thờ ơ lắc đầu, không được. Đúng là nước đổ lá khoai. Tính tình nóng nảy của Lâu Doanh cuối cùng cũng không kìm được, chết tiệt. Đội trưởng Lãnh, tôi nói cho anh biết, Lâu Doanh tôi chưa năn nỉ hỏi han ai như vậy bao giờ đâu nha. Nếu anh không nói tôi biết Phi Minh đang ở đâu, anh có tin tôi đập chậu cướp hoa, chia rẽ anh với gà luộc không hả? Chương 329, xã hội thì luôn luôn đơn giản, chỉ có con người là phức tạp. Chia rẽ anh ta và Vạn Nhất. Lãnh Phùng sững sờ, rốt cuộc là anh ta đã nghe lầm, hay anh ta đã hiểu lầm? Lâu Doanh, cô có ý gì? Lãnh Phùng nghĩ mình nên hỏi cho rõ ràng thì hơn. Lâu Doanh tưởng Lãnh Phùng đã bị uy hiếp, bèn chế nhạo, đừng tưởng tôi không biết anh và gà luộc có quan hệ gì. Có nên nói chỗ của Phi Phi cho tôi biết hay không thì tùy, anh nhắm làm sao coi được đó thì làm. Cô biết thiệt rồi hả? Lãnh Phùng cau mày, anh ta tưởng Lâu Doanh đã biết anh ta và Vạn Nhất có quan hệ thân thích. Lời này vừa thốt ra đã thấy có điểm chẳng lành. Đây khác nào cây búa đập thẳng vào đầu. Lâu Doanh gật đầu, tôi biết lâu rồi, đừng tưởng mấy người giấu kỹ là có thể qua được đôi mắt tinh tường của tôi. Lãnh Phùng thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa nãy anh ta đã hiểu lầm ý của Lâu Doanh, anh ta nói, Lâu Doanh, không phải bọn tôi cố ý giấu cô, mà thật tình là mối quan hệ giữa tôi và Vạn Nhất không tiện công bố, với cả trước đó tôi cũng thấy không cần thiết. Lãnh Phùng thì theo ngành cảnh sát, còn Vạn Nhất thì theo nghiệp kinh doanh, hai người ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nếu mọi người biết hai người là họ hàng thân thích, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những rắc rối không cần thiết, thậm chí là bị người ta đàm tiếu. Nhỡ chẳng may sau này Vạn Nhất xảy ra chuyện, nói không chừng người ta còn đồn rằng Lãnh Phùng cho Vạn Nhất đi cửa sau, rồi cả bảo kê nhà họ Vạn. Vậy nên, không có quá nhiều người biết về mối quan hệ họ hàng của cả hai, thêm nữa là họ cũng không cố tình công khai. Điều mà Lãnh Phùng băn khoăn là không biết liệu câu nói không tiện công bố của anh ta có khiến sự việc càng trở nên mờ ám, đen tối hay không. Sao chăng gì thì giờ tôi cũng biết rồi. Tóm lại là giờ anh muốn nói tôi biết chỗ của Phi Minh, hay là muốn tôi công khai quan hệ của hai anh, đội trưởng Lãnh tự chọn đi. Lâu Doanh, Lãnh Phùng bất lực nói, Bạch Phi Minh bị chuyển đi đâu mất rồi, tôi không biết thật mà. Đội trưởng Lãnh, anh tưởng tôi là con nít 3 tuổi chắc. Hai tay Lâu Doanh giữ lấy góc bàn, tư thế như có thể nhấc tung cái bàn lên bất cứ lúc nào, Lâu Doanh tôi bình thường làm việc thiếu suy nghĩ, nhưng hôm nay tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ bằng tất cả neuron. Anh ở trong cục biết bao năm qua, càng không phải lính quèn, giả sử không biết đi nữa, thì ít nhất cũng phải đoán được đại khái. Lâu Doanh không tin Lãnh Phùng thực sự không biết chút gì. Lãnh Phùng lắc đầu, bữa tối hôm nay coi bộ khó nuốt. Nếu biết trước Vạn Nhất lừa anh ta đến gặp Lâu Doanh, anh ta đã không đến. Đội trưởng Lãnh suy nghĩ cho cẩn thận, tôi nhiều thời gian lắm. Tôi đã nói là không biết Bạch Phi Phi bị giam ở đâu thật mà, nhưng nếu nói có khả năng nhất thì có 3 nơi. Lãnh Phùng nói, một là nhà giam an toàn nhất Đế Đô, nhà giam Gamma, cái còn lại là nhà giam thành phố Dự. Vậy nơi thứ 3? Lãnh Phùng im lặng một lúc rồi mới nói, nơi thứ 3 có thể không phải nhà giam. Nhưng là chỗ nào mới được? Lâu Doanh sốt ruột, nói mau đi, anh câu giờ quá à, lề mà lề mề y như đàn bà. Lâu Doanh, bất kể là chỗ nào thì cũng vô cùng nguy hiểm. Tôi khuyên cô, nếu muốn cứu Bạch Phi Phi, thì tốt hơn hết là hãy cứu bằng con đường quang minh chính đại, chứ đừng cứu bằng lối đi sai trái. Lãnh Phùng cũng rất xem trọng Lâu Doanh và thật lòng không muốn Lâu Doanh xảy ra chuyện. Nhưng anh ta và Lâu Doanh lại luôn đứng ở hai phe đối lập. Bớt nói nhảm dùm. Anh cứ nói thẳng tôi biết nơi thứ 3 là được, tôi tự biết chừng mực. 16 tuổi tôi đã theo Phi Minh lang bạt tứ phương, cũng 7 năm rồi, bộ anh tưởng tôi sống được đến ngày hôm nay là nhờ may mắn cả à? Lãnh Phùng vô cùng kinh ngạc. Mới 16 tuổi Lâu Doanh đã bước ra đời lang bạt. Cũng tức là khi còn là trẻ vị thành niên. Lãnh Phùng chưa bao giờ coi thường Lâu Doanh, nhưng với tư cách là người đã sống hơn 30 năm, thì đây là lần đầu tiên anh ta kính phục một người phụ nữ. Lâu Doanh, thật ra cũng không phải không có cách cứu Bạch Phi Minh. Chỉ cần bắt được Tần Nhã Hân và Lệ Quốc Minh về lấy công chuộc tội, cộng thêm tôi đứng ra bảo đảm với cấp trên rằng hai người cũng có công, thì tôi dám chắc hai người sẽ được xử lý khoan hồng.
Lần này, tôi sẽ phá lệ cho cô quyền hạn cũng như thời gian một tháng. Về phía cấp trên, tôi cũng sẽ giúp cô giải thích rõ ràng với họ. Lâu Doanh do dự. Bắt Tần Nhã Hân thì không vấn đề gì, nhưng nếu thực sự phải bắt Lệ Quốc Minh thì trong lòng Lâu Doanh có phần do dự. Vạn nhất thấy hai người còn đang bàn chuyện, bầu không khí cũng có chút không ổn, thì không nhịn được mà bước tới. Lãnh Cục Băng, hai người các cậu còn nói qua nói lại đến bao giờ nữa, cậu nói một lời thẳng thắn coi như nể mặt tôi đi. Lãnh Phùng liếc Vạn Nhất, cậu thì có mặt mũi gì mà nể? Mặt bàn hay mặt ghế? Khụ khụ, Vạn Nhất đưa tay lên miệng giả vờ ho khan vài tiếng. Lâu Doanh vỗ bàn rồi bật dậy, được, tôi hứa với anh, tôi sẽ đi bắt người về. Nhưng đến lúc đó, nếu các người vẫn không thả Phi Minh ra thì đừng trách sao tôi không khách khí. Dù có phải đập chậu cướp hoa, hay dù ai kia có cong quéo quẹo queo, tôi cũng không ngại bẻ cho thành thẳng. Lâu Doanh nắm chặt nắm đấm, thể hiện quyết tâm của mình. Cong, bẻ thành thẳng. Khó khăn lắm Lãnh Phùng mới giải thích minh bạch mọi chuyện, nhưng giờ xem ra lại trở nên hỗn độn thêm. Vạn Nhất nghe vậy thì hoảng hốt, thấy sắp lộ tẩy, anh ta nhanh chóng đổi chủ đề, đừng chỉ nói chuyện thôi chứ. Ăn đi, đồ ăn sắp nguội lạnh hết rồi. Lãnh Phùng vẫn không hiểu nổi, anh ta hỏi, tôi đâu có bạn gái đâu, cô đập chậu cướp hoa gì chứ? Anh không có bạn gái, nhưng anh có bạn Tia, ai? Trước khi Lâu Doanh kịp nói xong, Vạn Nhất đột nhiên hét lên, a. Lãnh Phùng và Lâu Doanh đồng loạt nhìn Vạn Nhất. Vạn Nhất phung tay lên, lại gãy xương nữa rồi. Lâu Doanh, mau đưa tôi đến bệnh viện. Mắc gì tôi phải đưa? Chuyện xui rủi chắc tôi muốn à, ủa mà ai làm gãy gì ta? Cô làm thì cô phải chịu trách nhiệm chứ kêu ca gì nữa, mau đưa tôi đến bệnh viện đi. Vạn Nhất dùng tay còn lại kéo Lâu Doanh. Vạn Nhất vừa dứt câu, thì Lãnh Phùng đã đứng dậy và nói, để tôi đưa. Lâu Doanh tròn xoe mắt, wow, bạn trai ai đó thật ấm áp quá đi. Nửa tiếng sau, Lãnh Phùng và cả hai cùng nhau đến bệnh viện. Lâu Doanh thì ở trong xe đậu bên ngoài, cô giờ quả thật không tiện lộ mặt. Dù sao cũng đang là người bị truy nã nên không thể quá tùy tiện. Bác sĩ gắn nẹp và bó bột cho Vạn Nhất. Lãnh Phùng ngồi đối diện Vạn Nhất, ngay khi bác sĩ rời đi, anh ta lập tức hỏi, nãy Lâu Doanh nói vậy là sao? Đập chậu cướp hoa là cái gì, rồi bẻ cong thành thẳng là sao? Vạn Nhất giả ngu, hả? Không biết nữa, tôi cũng không biết nữa. Vạn Nhất, giọng điệu Lãnh Phùng trở nên quyết đoán, cậu không nói vậy tôi đi hỏi Lâu Doanh. Đây chẳng phải giấu đầu lòi đuôi sao? Trước khi Lãnh Phùng kịp rời khỏi phòng, Vạn Nhất nói, thì là, Lâu Doanh tưởng tôi với cậu là một đôi chứ sao nữa? Lãnh Cục Băng, không phải lỗi của tôi đâu à nha, sao tôi biết trong đầu cô ấy nghĩ gì được chứ, ai có mà dè cô ấy hiểu lầm chúng ta lớn vậy đâu. Lãnh Phùng, anh ta đã làm gì? Đã làm gì mà khiến Lâu Doanh hiểu lầm như vậy? Vạn Nhất thở dài rồi nói, mà chẳng phải tôi sợ cậu xấu hổ nên đã cố chặn họng, không cho cô ấy nói tào lao rồi đấy sao? Tôi cũng cố giải thích lắm rồi, nhưng cô ấy không có tin. Tôi cũng hết cách rồi chứ bộ. Nếu Lãnh Phùng mà biết Vạn Nhất đã giải thích ra sao thì sắc mặt anh ta chắc sẽ tối sầm lại cho xem. Lời giải thích của Vạn Nhất đúng nghĩa với câu càng nói càng mờ ám. Lãnh Phùng nhớ tới cuộc trò chuyện vớ vẩn ông nói gà bà nói vịt khi nãy với Lâu Doanh nên cũng không nghi ngờ Vạn Nhất, dù sao mạch não của Lâu Doanh cũng không được bình thường nên hiểu lầm cũng không có gì lạ. Nếu không còn chuyện gì, vậy thì tôi đi đây, tôi sẽ tự giải thích. Anh ta không gánh nổi cái hiểu lầm chết tiệt này. Cuối cùng thì Lãnh Phùng cũng đã biết tại sao lúc anh ta và Lâu Doanh hẹn hò, Lâu Doanh lại nhắc đến Vạn Nhất. Anh ta tưởng Lâu Doanh có tình ý với Vạn Nhất. Nhưng hóa ra là hiểu lầm Lãnh Phùng và Vạn Nhất là một đôi. Hiểu lầm đó quả đúng là ngày càng lớn. Và cuối cùng thì anh ta cũng biết tại sao đôi khi Lâu Doanh lại nhìn anh ta với ánh mắt tiếc nuối và đồng cảm. Lãnh Phùng sải bước ra ngoài, Vạn Nhất cũng vội vàng xuống giường theo sau. Lâu Doanh ngồi trong xe thấy Lãnh Phùng bước ra với sắc mặt có chút không ổn thì nghi hoặc, lúc cô đang tự hỏi thì Lãnh Phùng đột nhiên đi tới bên xe và nói với cô ấy rằng, tôi không thích đàn ông, tôi thích phụ nữ. Tôi không có cong. Chương 330, Tô Yên bị Lâu Doanh tính kế một cách rõ ràng. Lâu Doanh ngẩn ra vài giây, cô ấy nhìn Vạn Nhất đang đi theo sát phía sau, không xem lời của Lãnh Phùng là thật, phất tay cười nói, đội trưởng Lãnh, đừng ngại, tôi sẽ không nói ra đâu. Chuyện này cũng đâu có mất mặt. Lãnh Phùng, anh ta đau đầu quá. Anh ta nhìn về phía Vạn Nhất, hy vọng Vạn Nhất làm sáng tỏ chuyện này.
Vạn Nhất nhún vai, tỏ vẻ cậu nhìn đi, thật sự không phải là lỗi của tôi, đều là do não của Lâu Doanh. Thật sự không còn cách nào khác, Lãnh Phùng nhìn chằm chằm Lâu Doanh, nói cô có thể thử bẻ thẳng tôi, trong cục có người, dễ làm việc. Gì cơ? Lâu Doanh lại bị dọa đến ngẩn ra. Một lúc thì nói là không cong, một lúc lại nói là hãy bẻ thẳng anh ta lại. Vậy rốt cuộc anh ta là thẳng hay cong đây? Lâu Doanh đang xoắn suýt vấn đề này, hoàn toàn bỏ qua ý trong lời nói của Lãnh Phùng. Cô nàng ngốc, đây là đang tỏ tình đó. Không còn cách nào khác, chuyện này nói với chúng ta rằng, khi IQ không bằng nhau, lúc tỏ tình với con gái, đừng có nói mấy lời lẽ văn vẻ lại cao siêu, bởi vì người bạn thích có lẽ sẽ nghe không hiểu. Đây đã là lần thứ hai Lãnh Phùng bày tỏ tình cảm với Lâu Doanh rồi, sau khi nói xong, anh ta cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, nên đi trước. Lâu Doanh ngồi trong xe, vẫn còn đang mơ hồ. Cô ấy nhìn bóng lưng của Lãnh Phùng, rồi lại nhìn Vạn Nhất. Anh ta có ý gì vậy? Vạn Nhất vốn dĩ đang thấp thỏm đến tim treo lên tận cổ họng, bây giờ nghe thấy Lâu Doanh không hiểu, anh ta nặng nề thở phào một hơi. Lâu Doanh không hiểu, nhưng Vạn Nhất thì hiểu. Vạn Nhất cũng giả vờ tỏ vẻ không hiểu, tôi cũng không hiểu, hay là chúng ta trở về trước đi. Được, đi tìm chị tôi. Lâu Doanh mở cửa xe ra, để Vạn Nhất ngồi đằng sau. Sau khi khởi động xe, Lâu Doanh nhìn về phía Lãnh Phùng rời đi một cái, chỉ nhìn 2 giây rồi rời đi. Nhà cũ họ Lục. Sau khi Tô Yên tắm rửa xong, đang cùng bọn nhỏ chơi đùa. Bé Ba và bé Từ được Hạ Phi và Hạ Vũ mặc mỗi người bế một đứa, cô không được chia đứa nào, nên cô và Lục Cận Phong ngồi không trên thảm, nhìn Hạ Phi và Hạ Vũ mặc thành thạo thay bỉm cho hai em trai. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, Tô Yên đột nhiên có một suy nghĩ, ông xã, hay là chúng ta sinh thêm lần nữa đi. Cái thai thứ hai này đã hoàn toàn khiến cô trở thành đồ bỏ đi rồi. Lục Cận Phong lắc đầu, không sinh nữa, với sản lượng của chúng ta, nếu sinh thêm 2 đứa con trai nữa, thời gian nghỉ hưu của chúng ta lại phải kéo dài. Tô Yên bĩu môi, anh là sợ lại bị khiến cho phá sản chứ gì. Lục Cận Phong cười khẽ, người hiểu anh, chỉ có Yên Yên. Vừa dứt lời, giọng của Trần Tố Anh đã chen vào, sinh lần ba. Được đấy, nhân lúc bây giờ mẹ vẫn có thể giúp 2 đứa trông con, muốn sinh thì mau sinh đi, tốt nhất là sinh cho mẹ đứa cháu gái. Người làm bà trước giờ đều không chê ít cháu. Nghĩ lại, Trần Tố Anh lại bổ sung, nhưng phải đợi 2 năm nữa, lần này Tiểu Yên sinh mổ, tổn hại đến cơ thể, muốn sinh lần ba thì phải đợi một thời gian nữa. Vốn dĩ Lục Cận Phong không hề có suy nghĩ gì, nhưng nghe thấy là sinh con gái, anh nháy mắt với Tô Yên, bà xã, anh thấy mẹ nói rất có lý. Tô Yên đâu có biết suy nghĩ của Lục Cận Phong là muốn có con gái. Nhà họ Lục hưng thịnh, con cháu nhiều, mấy đời cũng không có con gái, nếu như thật sự sinh được con gái, chắc chắn sẽ được chiều đến tận trời. Hạ Vũ Mặc vừa nghe thấy muốn sinh em gái, cậu cũng phát biểu ý kiến của mình, mẹ, con muốn có một em gái trắng mịn, trong lớp có rất nhiều bạn đều có em gái, con rất ngưỡng mộ họ. Là một thành viên trong gia đình, Hạ Phi cũng có quyền phát ngôn, con cũng muốn có em gái. Tô Yên, cô đúng là ăn no rừng mỡ mà, tự nhiên lại nhắc đến việc mang thai lần thứ ba. Tô Yên đứng dậy, lần sinh thứ hai này, mẹ cũng chỉ là người đưa hàng, nếu thật sự sinh ra em gái, chắc đến chạm vào mẹ cũng không thể chạm mất, không sinh. Với tính cách bao che của đám người nhà họ Lục này, nếu thật sự sinh con gái, cô đã có thể tưởng tượng được sau này hoặc là con gái sẽ bị chiều thành một cô nhóc ngang tàn, hoặc là sẽ trở thành một nàng tiên không dính bụi trần. Mợ cả, cô Lâu đến rồi. Người làm ở bên ngoài gõ cửa. Vừa nghe thấy Lâu Doanh đến, sau khi cảm thấy bất ngờ thì Tô Yên lại thấy ngạc nhiên. Nửa đêm nửa hôm, sao Lâu Doanh lại đến tìm cô? Tô Yên và Lục Cận Phong trao đổi ánh mắt, đưa 4 đứa nhỏ cho Trần Tố Anh, sau đó 2 người xuống lầu gặp Lâu Doanh. Lâu Doanh và Vạn Nhất ngồi trong phòng khách chờ, thấy Tô Yên xuống, Lâu Doanh lập tức đi qua ôm lấy cô chị, người chị thương em nhất, chiều chuộng em nhất, cuối cùng em cũng gặp được chị rồi. Mọi người, vừa đến đã diễn vở kịch tình em tình cảm sâu đậm, cô ấy muốn giở trò gì thế? Tô Yên dùng ánh mắt hỏi Vạn Nhất có chuyện gì vậy? Vạn Nhất bày tỏ mình cũng không biết. Chuyện đề cử, tổng tài khó ưa và nàng ngốc. Tô Yên hỏi, Lâu Doanh, có phải Vạn Nhất lại bắt nạt em không? Vạn Nhất vội vàng nói, oan quá, chị dâu, chị đừng có vu khống em chứ. Lần này Lâu Doanh không đổ tội cho Vạn Nhất, mà lắc đầu nói, không có, chị, chỉ là em nhớ chị thôi,
vô cùng nhớ chị đến không ngủ được, nên em đến đây tìm chị, tối nay em muốn ngủ với chị. Vợ là của tôi. Lục Cận Phong vội vàng kéo Tô Yên vào lòng mình. Nửa đêm nửa hôm, em vợ đến giành vợ với anh, chắc chắn là có ý đồ xấu. Lâu Doanh sờ sờ ngực, cố tình tỏ ra khó chịu, nói, hôm nay ngực em đau quá, sự khó chịu đó khiến em không thở được, cảm thấy hình như mình sắp chết rồi. Bác sĩ nói, em mắc bệnh tương tư, bác sĩ nói quá đúng, chị, em là vì quá nhớ chị nên mới mắc bệnh trầm cảm. Tô Yên, nói tiếng người. Lâu Doanh hít hít mũi, cử động cánh tay, hơi làm núng chị, trong tim em đang đè một tảng đá, chỉ có thể giúp em, nếu không tối nay chắc chắn em sẽ ngủ không ngon. Đội trưởng Lãnh bảo em bắt Lệ Quốc Minh, bây giờ ông ta làm con rùa rút đầu, em biết đi đâu tìm ông ta chứ, chỉ có thời hạn một tháng, chị, hay là chị giúp em đi, giúp em dụ ông ta ra đi. Nghe vậy, Vạn Nhất trừng to mắt, cách này thật quá thâm. Lục Cận Phong càng bảo vệ vợ mình chặt hơn, không thể thương lượng. Tô Yên cũng rất bất ngờ, ai nói Lâu Doanh ngốc chứ? Đây không phải, IQ cũng rất cao đó sao? Chỉ với mấy câu nói lúc nãy, một hành động, đã sắp dùng gần hết 365 kế rồi, khổ nhục kế, mỹ nhân kế, liên hoàn kế, giả điên, dương đông kích tây, rồi cuối cùng là kế thả con tép, bắt con tôm. Tô Yên ngồi xuống sofa, cũng ra một chiêu, ngoài cười nhưng trong không cười, Lâu Doanh à, trước giờ đều là chị dụ người khác. Hôm nay không ngờ lại bị em dụ đấy. Quả nhiên câu nói đó rất đúng, ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Chị, Lâu Doanh lại bắt đầu tỏ vẻ thê thảm, mẹ em chết sớm, em lại không có cha, em và Phi Minh sống nương tựa vào nhau, hai tụi em đáng thương biết bao, giống như một đôi uyên ương mệnh khổ, bây người bị cuộc sống con người chia cắt rồi, chị không thấy đau lòng vì em sao? Ba người, đáng lẽ nên trao cho Lâu Doanh một cái cúp Oscar mới đúng. Vạn Nhất nhân cơ hội lôi kéo về công ty mình, Lâu Doanh, cô diễn hay như vậy, hay là đến điện ảnh Vạn Thị chúng tôi đi. Chắc chắn cô sẽ nổi ngay lập tức. Lâu Doanh bắn một ánh mắt qua, G, U, N, nghĩa là gì? Gan, cút. Vạn Nhất mau chóng né qua một bên. Chị, Lâu Doanh xoay người, lập tức đổi sang nét mặt khác, nhào đến trước mặt Tô Yên, ôm lấy chân của cô, tiếp tục tỏ vẻ thê thảm. Khóc lóc thảm thiết, chị nhẫn tâm để em một mình bơ vơ không nơi nương tựa, nhẫn tâm để em. Tô Yên bị nói đến giờ khóc giờ cười. Đứng dậy đi, chị đồng ý. Lâu Doanh lập tức thu lại vẻ mặt, biến thành vẻ vui mừng, bò dậy chị thật là tốt quá, em chúc lần mang thai thứ ba của chị sẽ sinh được con gái. Tô Yên, Lục Cận Phong, chắc không phải Lâu Doanh có khả năng nhìn trộm chứ, nếu không sao lại biết hai người vừa mới nhắc đến chuyện mang thai lần ba. Chương 331, không phải đầu óc ngốc nghếch mà là chưa được mở mang về phương diện đó. Tô Yên để Lâu Doanh lại, cô và Lục Cận Phong trở về phòng ngủ, Lục Cận Phong hơi không đồng ý với cách làm của Tô Yên. Yên Yên, anh biết em muốn giúp Lâu Doanh, nhưng cũng không cần đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lệ Quốc Minh rất gian xảo, Lục Cận Phong, mấy năm nay ông ta không phải lăn lộn cho có, rất khó để tìm được ông ta, huống chi trong tay ông ta còn có Tiểu Kiệt. Bên phía Bạch Phi Minh cũng không thể cứ kéo dài như vậy, lấy em làm mồi nhử là cách nhanh nhất. Tô Yên nhón chân lên, hôn lên môi Lục Cận Phong. Vừa chạm vào đã tách ra ngay. Lục Cận Phong, anh đừng nghĩ em yếu đuối như vậy, hơn nữa không phải còn có anh bảo vệ em sao, sẽ không sao đâu. Lục Cận Phong sờ sờ môi mình, nở nụ cười bất lực, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, em đã bắt trúng miệng anh rồi, anh còn có thể nói gì nữa chứ? Tô Yên cong môi cười, bởi vì có anh, nên em mới không kiêng nể gì đó. Câu nào câu nấy đều là đạn bọc đường, làm gì có người đàn ông nào chịu nổi. Lục Cận Phong sờ sờ tóc Tô Yên, nói, Lệ Quốc Minh đã rời khỏi đế đô rồi, anh đoán, ông ta sẽ trở lại nước M lần nữa. Nếu ông ta thật sự trở về đó, vậy muốn bắt ông ta sẽ càng khó hơn. Tô Yên nhíu mày, chắc là do anh đã động đến Chu An, đánh rắn động cỏ. Lệ Quốc Minh mới cảm thấy Chu An không thể nhờ được, bên nước M vàng thao lẫn lộn, càng có lợi cho việc ông ta đợi ngày trở lại, cũng có lợi cho ông ta trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Yên Yên phân tích rất đúng, nếu là anh cũng sẽ chọn trở về nước M. Lục Cận Phong nói, bây giờ Thiên Lang chia 5 xẻ 7, thế lực cũng bị các thế lực khác làm suy yếu đi nhiều rồi, Lệ Quốc Minh sẽ không trở về Thiên Lang, bởi vì nơi đó đã không còn chỗ cho ông ta đứng nữa. Tô Yên suy nghĩ một lúc, nói, Lục Cận Phong,
vậy chúng ta đến nước M một chuyến đi, vết thương ở chân của anh vẫn ổn chứ? Thực ra cô muốn một mình đi, nhưng Lục Cận Phong chắc chắn sẽ không đồng ý, vậy nên chỉ còn cách đi cùng nhau thôi. Lệ Quốc Minh gián tiếp hại chết mẹ em, dẫn Tiểu Kiệt đi, chuyện này phải mau chóng giải quyết. Lục Cận Phong run run chân, nói, không thành vấn đề, tối nay em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai có thể bắt đầu đến nước M rồi, anh bảo Hạ Vũ đi chuẩn bị, xem như là một lần du lịch mạo hiểm, ông xã sẽ che chở cho em. Tô Yên mau chóng nịnh nọt, ông xã, cầu anh che chở. Lâu Doanh lại mất ngủ lần nữa. Cô ấy ngồi trên xích đu ở ban công hút thuốc, cô ấy rất ít khi hút thuốc, nhưng sau khi Bạch Phi Minh xảy ra chuyện, cô ấy chỉ có thể dựa vào mấy thứ này để giải sầu mà thôi. Trên mặt đất đã đầy đầu thuốc lá rồi. Vạn Nhất ở phòng bên cạnh nằm bò trên ban công, đã nhìn Lâu Doanh hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, khi Tô Doanh hút đến điếu thuốc thứ 10, anh ta không nhịn được mà mở miệng. Mẫu Dạ Xoa, tôi nói này, nửa đêm nửa hôm cô không ngủ, ở đây hút nhiều thuốc như vậy, cô không ngủ, tôi vẫn phải ngủ đấy, cô mau dập tắt thuốc đi, mùi thuốc nồng đến khiến tôi đau đầu quá. Ban công của phòng hai người cách nhau đến 7-8 mét, sao có thể nồng được chứ? Lâu Doanh trợn mắt nhìn anh ta một cái, không quan tâm, tiếp tục đốt thêm điếu nữa. Tôi nói này, cô là con gái con lứa, hút nhiều thuốc như vậy sẽ làm hại đến sức khỏe, bây giờ nguy cơ ung thư phổi cao như vậy, người trẻ mất sớm đếm không xuể. Vạn Nhất bắt đầu dạy dỗ. Ánh mắt Lâu Doanh trầm xuống, Bạch Trảm Kê, im miệng cho tôi. Mẫu Dạ Xoa, đừng không nghe tôi khuyên, không nghe lời của người xưa, thiệt thòi thì a a a. Lâu Doanh ném thẳng một cây phi tiêu qua chỗ Vạn Nhất. Vạn Nhất mau chóng né đi, cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lan can ban công, phi tiêu bay ngang qua đỉnh đầu anh ta. Nếu như trễ một chút, đầu anh ta đã nở hoa rồi. Vạn Nhất sờ trái tim nhỏ bé của mình, bà cô này, sao cô lại ra tay độc ác như vậy chứ? Còn Ba Hoa, có tin tôi phế bỏ anh không? Lâu Doanh ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dẫm nát. Vạn Nhất nuốt một ngụm nước bọt, hung dữ như vậy, sau này chắc chắn sẽ không thể gả ra ngoài. Đồ nhát gan. Lâu Doanh bỏ lại mấy chữ này, đi thẳng vào phòng, đóng lại cửa trượt ở ban công, kéo rèm cửa lại, Vạn Nhất cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Vạn Nhất đứng thẳng người, nhìn phi tiêu đang cắm trên cây cột phía sau một cái, đâm vào 3 cm, sức lực này thật là ghê gớm. Cả ám dạ này, cũng chỉ có mình Lục Cận Phong có bản lĩnh này. Vạn Nhất lấy phi tiêu xuống, liếc nhìn chữ nhỏ xíu được khắc trên đó. Anh ta nhìn thật kỹ, là một chữ Doanh, thì ra là vật thuộc về riêng Lâu Doanh. Vạn Nhất nhìn phòng bên cạnh một cái, khóe môi hơi cong, tay nắm lại, nắm cây phi tiêu trong lòng bàn tay mình. Nếu ai mà lấy cô vợ dũng mãnh như vậy, thực ra nghĩ lại thì cũng không tệ. Dù cho có nguy hiểm thế nào, có Lâu Doanh ở bên cạnh, vậy không phải là lúc nào cũng sẽ giải quyết được hay sao? Nhưng lúc không có nguy hiểm, Lâu Doanh sẽ thành mối nguy hiểm lớn nhất. Vì vậy, kết hôn cần phải cẩn thận. Ngày hôm sau, Hạ Vũ và Hạ Huy đã chuẩn bị chuyên cơ, lúc đầu Lâu Doanh không biết là phải đến nước M, khi biết Tô Yên và Lục Cận Phong đến nước M để bắt Lệ Quốc Minh, tâm trạng của cô ấy bỗng chốc tốt lên. Chị thật là tốt quá, chị tốt như vậy, em thật không nhịn được mà muốn lấy chị về đấy. Lục Cận Phong ôm lấy Tô Yên, em vợ. Cô đang lấy oán báo ơn đấy à? Lâu Doanh giật giật khóe môi, anh rể họ, anh đừng có đề phòng tôi như vậy, tôi đúng là rất muốn lấy chị tôi, nhưng tôi không có công năng đó, không thể cho chị tôi hạnh phúc trong phương diện đó được. Khụ khụ khụ. Vạn Nhất đi ra, đúng lúc nghe thấy câu này. Cô nàng Mẫu Dạ Xoa này, thật là cái gì cũng dám nói. Tô Yên cũng đỏ mặt, cô em họ này của cô, sao lại ngốc như vậy chứ? Lâu Doanh nhìn Vạn Nhất một cái, một người tàn tật như anh đi theo làm gì, không thể đánh không thể khiêng vác, nếu gặp phải chuyện gì, còn liên lụy đến bọn họ. Vạn Nhất, anh ta có còn cần mặt mũi không? Hại anh ta như vậy. Tôi cứ thích đi góp vui vậy đấy. Vạn Nhất bước lên máy bay trước, không quen nhìn thấy tôi, có giỏi thì cô đừng đi theo. Dựa vào đâu mà tôi không được đi. Lâu Doanh cũng chen lên máy bay. Cố tình giành lấy chỗ ngồi của Vạn Nhất, anh ngồi đằng sau đi. Vạn Nhất đứng nhìn Lâu Doanh một cái, cắn răng, không thèm so đo với phụ nữ các cô. Vạn Nhất cũng không biết tại sao, từ sau khi gặp Lãnh Phong tối qua, thành kiến của Lâu Doanh đối với anh ta càng lớn hơn, cảm thấy anh ta không thuận mắt, việc gì cũng tranh cãi với anh ta, chống đối anh ta. Tô Yên cũng phát hiện ra,
nhỏ giọng hỏi Lục Cận Phong, sao quan hệ của hai người họ ngày càng tệ vậy? Bớt lo đi, ai bảo Vạn Nhất lắm mồm lại cứng miệng. Lục Cận Phong nói, trước đó vì để ngăn cản Lâu Doanh rời đi, cậu ta đã mua hết tất cả các chuyến bay đến Moscow đấy. Hả, thì ra Vạn Nhất chính là tên nhà giàu mới nổi đó sao? Tô Yên vô cùng bất ngờ, tại sao cậu ta lại làm vậy? Không phải cậu ta vẫn luôn sợ Lâu Doanh, không phải nên hận không thể để nó đi nhanh hơn sao? Nếu chỉ là vì muốn Lâu Doanh không vui, cách này cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho mình cả. Tô Yên nhớ, lúc đó Lâu Doanh định sẽ không bao giờ quay về nữa, Vạn Nhất đến biệt thự Nam Sơn, cô thuận miệng nói một câu là Lâu Doanh muốn đi, Vạn Nhất lập tức vội vàng rời đi, không ngờ lại là đi cản chân Lâu Doanh lại. Lục Cận Phong nhìn hai người vừa lên máy bay đã đấu võ mồm kia, tỏ vẻ chờ xem kịch hay, hai người này đều không hề ngốc, chỉ là vẫn chưa được mở mang về phương diện đó. Tô Yên bỗng chốc hiểu ra, chẳng lẽ Vạn Nhất? Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thực ra cô thật sự cảm thấy vui vẻ nếu chuyện này xảy ra. Chương 332, cách làm tiết kiệm trí não. Tô Yên tò mò hỏi một câu, Lục Cận Phong, anh nói thử xem, nếu như có người cướp đi nụ hôn đầu của Lâu Doanh, cô ấy sẽ làm gì người đó? Ngũ mã phanh thây. Lục Cận Phong không cần suy nghĩ, anh trực tiếp nói ra đáp án. Đúng vậy, với tính cách của Lâu Doanh, đúng là sẽ ngũ mã phanh thây đối phương. Hơn nữa đó còn là người cô ta luôn ghét, Vạn Nhất. Nhưng không ngờ, Lâu Doanh không hề gây phiền phức cho Vạn Nhất, hai người này cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, thật kỳ lạ. Tô Yên nhìn Vạn Nhất đang ở trên máy bay, nói em thấy anh ta sống vẫn rất tốt. Em đang nói Vạn Nhất, Lục Cận Phong cũng rất bất ngờ. Anh và Vạn Nhất làm anh em nhiều năm như thế, anh rất hiểu Vạn Nhất, anh ta hoàn toàn không có cảm giác gì với phụ nữ, thậm chí là trốn như trốn rắn rết, không thì nhóm anh em ám giả cũng sẽ không nói Vạn Nhất thích đàn ông. Tô Yên gật đầu, lên máy bay trước, chuyện của hai người họ, chúng ta không quan tâm, xem náo nhiệt là được. Lần này đến nước M, Lục Cận Phong không dẫn Hạ Phi theo, chỉ dẫn theo Hạ Vũ Hạ Huy, tối qua Vệ Hải Vệ Long đã đến nước M trước rồi. Lần này qua đó, lộ trình phải đi 5-6 tiếng. Yên Yên, ăn chút hoa quả đi. Lục Cận Phong đã chuẩn bị salad hoa quả cho Tô Yên, rất là chu đáo. Lâu Doanh muốn ăn một chút, anh rể, chỉ có một phần à, kiểu chiều chuộng này của anh cũng hơi quá rồi đấy. Vừa dứt lời, Vạn Nhất lấy một bình sữa bò đặt trước mặt cô ta, uống sữa. Mọi người, sao lời này nghe lại khiến người khác hiểu lầm như vậy? Lâu Doanh liếc Vạn Nhất một cái, anh mới uống sữa. Lâu Doanh cũng không phải trẻ con 3 tuổi, còn chưa dứt sữa. Không uống thì thôi, tôi uống. Vạn Nhất tự uống sữa, anh ta ngồi ở chỗ ngồi phía sau, thoải mái thưởng thức trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. Hai tay bó bột, Vạn Nhất đặt sữa bò trên bàn, thỉnh thoảng uống một hớp. Lâu Doanh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ta nói thầm, ngoài mây trắng cũng chỉ có mây trắng, có cái gì đáng xem. Vạn Nhất nói, đối với người không có tế bào thưởng thức và tế bào nghệ thuật mà nói, chắc chắn là không có gì đáng xem rồi. Lâu Doanh giơ tay lên, làm một động tác giả, có tin tôi một đấm đập chết anh không? Biểu cảm thiếu bị đánh này. Hạ Huy, bảo vệ tôi. Vạn Nhất kéo Hạ Huy chắn bên người mình. Hạ Huy lộ ra một nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc với Lâu Doanh, cô Lâu, xin cô giơ cao đánh khẽ, đừng làm bị thương người khác. Không chút thú vị. Lâu Doanh thu tay. Tô Yên và Lục Cận Phong ở bên cạnh giống như không nhìn thấy mấy người này cãi cọ, vẫn đang điên cuồng thể hiện tình cảm. Chồng, anh ăn đi. Tô Yên đút một miếng hoa quả vào miệng Lục Cận Phong. Lục Cận Phong ăn rồi lại đút cho Tô Yên một miếng, vợ, em ăn đi. Ba người kia, toàn thân nổi da gà, thật là buồn nôn. Lâu Doanh và Vạn Nhất cũng không chịu nổi, họ đồng thanh nói. Có thể suy nghĩ một chút đến cảm nhận của những người độc thân chúng tôi không? Có thể suy nghĩ một chút đến cảm nhận của những người độc thân chúng tôi không? Nhịp điệu, giọng điệu giống nhau đến lạ thường. Lâu Doanh và Vạn Nhất kinh ngạc nhìn nhau, lại đồng thanh nói. Anh bắt trước tôi. Cô bắt trước tôi. Lâu Doanh cắn chặt răng chỉ tay vào Vạn Nhất, lần này sững sờ đến mức không thể nói nên lời. Vạn Nhất cũng không nói gì, anh ta dẫn chủ đề câu chuyện quay lại Tô Yên và Lục Cận Phong. Đại ca, chị dâu, đừng rắc cẩu lương nữa, em sắp nôn đến nơi rồi. Vợ chồng hai người chung mối thù, trả lời lại một câu, chúng tôi vui vẻ là được. Người có vợ thì giỏi rồi.
Thấy Vạn Nhất bị công kích, Lâu Doanh cười lớn mấy tiếng, ha ha ha, đúng rồi, anh rể, có phải chân của anh khỏi rồi phải không? Lúc nãy thấy chân anh rất nhanh nhẹn. Lục Cận Phong có cảm giác hơi nguy hiểm, cô hỏi cái này làm gì? Anh rể, đừng căng thẳng, quan tâm thường ngày thôi. Lâu Doanh cười, chắc là sẽ không làm chậm trễ việc khiêu vũ trong lễ kết hôn chứ. Nhìn xem, biết ngay là không có ý tốt. Tô Yên cúi đầu ăn salad hoa quả, không lên tiếng, Lục Cận Phong liếc nhìn vợ mình một cái, anh biết bản thân đã bị bỏ rơi rồi. Vợ chồng vốn thân thiết, nhưng khi gặp khó khăn thì thân ai nấy lo. Không chậm trễ đâu. Vậy tôi yên tâm rồi. Lâu Doanh cười. Mấy người trên đường đi nói cười cười, mệt thì chợp mắt một lúc, đói thì ăn đồ ăn. Mấy tiếng sau, mọi người đã đến nước M, máy bay trực thăng đáp xuống một khoảng đất rộng mênh mông. Chỗ này còn cách khu vực thành phố mấy chục km. Vệ Hải Vệ Long đã lái xe đến từ sớm, đang chờ. Nhiều người nên ngồi hai xe. Để không dễ làm người khác chú ý, mọi người cũng đổi sang quần áo và trang sức của địa phương. Vệ Long nói, đại ca, đã sắp xếp xong khách sạn rồi, trực tiếp đến khách sạn, hay là... Mọi người đưa Yên Yên và Lâu Doanh đến khách sạn trước, Vạn Nhất và tôi đến kho hàng một chuyến. Lục Cận Phong đưa Vạn Nhất lên xe mình, đây là một kế hoạch khác. Vẻ mặt Vạn Nhất như đưa đám, đại ca, em là người tàn tật, anh đưa em theo không có tác dụng gì. Vậy tôi lập tức bảo Hạ Vũ đưa cậu về đế đô. Vạn Nhất lập tức nói, vậy em đi với anh. Nghiệp vụ chủ yếu của ám giả cũng đều ở bên này, trước đây Lục Cận Phong lấy về mấy chuyến đường vận tải, nếu đã tới rồi, chắc chắn phải đi xem một chuyến. Bây giờ họ đang ở một thị trấn nhỏ của nước M, Lâu Doanh rất quen thuộc với nơi này, lại thêm sức chiến đấu kinh người. Lúc này Lục Cận Phong mới yên tâm giao Tô Yên cho Lâu Doanh. Mấy người còn lại chia làm hai đường. Tô Yên ngồi trên xe, trên đường đi, cô bị những cảnh tượng mình nhìn thấy làm cho lay động. Khắp nơi trên đường phố rách nát cũ kỹ, chỗ nào cũng có rác, còn có người đại tiểu tiện bừa bãi, trên mặt bẩn thỉu, xin tiền người khác khắp nơi, bị người ta đá đi, lại chạy đến lật tìm đồ ăn trong thùng rác. Dù là tìm được nửa cái bánh mì, mấy đứa trẻ cũng giống như nhìn thấy thứ gì ngon lắm, lao vào tranh giành. Mạnh được yếu thua. Vì nửa cái bánh mì mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, mà người qua đường lại như đã quen rồi, giống như không hề nhìn thấy cũng như không. Tô Yên cũng đã từng trải qua cái nghèo, trải qua đói rét khổ cực, nhưng khi nhìn thấy cuộc sống của người dân đất nước này, cô cảm thấy khổ cực trước đây chẳng tính là gì cả. Dừng xe, Vệ Long, đi mua chút đồ ăn đến đây, đưa cho những đứa trẻ kia. Lâu Doanh lên tiếng ngăn cản chị lo không hết được, chị giúp họ được một lần, không giúp được cả đời, mỗi năm đất nước này đều sẽ tăng thêm gần cả trăm vạn trẻ mồ côi. Có lẽ là đã làm mẹ, Tô Yên thật sự không chịu nổi bộ dạng chịu khổ này của bọn trẻ. Đứa trẻ tìm được bánh mì đầu tiên bị đánh đến sứt đầu mẻ trán, những đứa trẻ lớn kia cướp đi bánh mì, đều chạy mất cả rồi. Tô Yên đẩy cửa xuống xe, bất chấp sự ngăn cản của Lâu Doanh, cô bước về phía đứa trẻ kia, bạn nhỏ. Đừng sợ, chị đưa em đến bệnh viện, cho em đồ ăn có được không? Tô Yên vừa muốn kéo đứa trẻ đó, đột nhiên đứa trẻ kia đứng dậy bỏ chạy, tâm lý phòng bị rất lớn. Chị, chúng ta về khách sạn trước. Lâu Doanh nói, thị trấn này rất không an toàn, vẫn là về khách sạn trước thôi. Ừ, với những cảnh tượng vừa nhìn thấy, trong lòng Tô Yên hồi lâu cũng không nguôi ngoai được. Cô biết thực lực của mình có hạn, chẳng thấm vào đâu. Nhưng nếu cứ dửng dưng cũng không phải là tính cách của cô. Cũng chính là chuyến đi đến nước M của Tô Yên lần này, đã gần như là thay đổi cuộc đời của cô. Tô Yên lên xe, ba người quay về khách sạn. Khách sạn bên này lại là một cảnh tượng khác, vô cùng sầm uất. Một thị trấn nhỏ, chia làm hai cảnh tượng, phù hợp với câu nói kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Tô Yên nhìn khách sạn cao sang quyền quý, người mặc quần áo xa xỉ ra vào vào. Cô khó tránh liên tưởng với cảnh tượng vừa thấy trên đường phố. Cô gái xinh đẹp, xin hỏi có thể giúp gì được cho các cô? Lễ tân khách sạn là một cô gái có làn da đen nhưng ngũ quan xinh đẹp, cô gái nói giọng địa phương. Lâu Doanh nghe không hiểu, hỏi Tô Yên chị, cô ta nói tiếng gì vậy? Em nghe không hiểu sao? Tô Yên cảm thấy rất bất ngờ, không phải Lâu Doanh rất quen thuộc với nơi này sao? Không cùng ngôn ngữ, làm sao giao tiếp được? Em nghe không hiểu, ngoại trừ tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh, những cái khác cái gì cũng không biết, trước đây đều là Phi Minh phiên dịch cho em.
Lâu Doanh nói, em và Phi Minh vì để tiết kiệm thời gian, cũng tiết kiệm trí não, cô ta học tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, em học tiếng Anh. Đột nhiên Tô Yên rất đồng cảm với Bạch Phi Minh. Chương 333, đây là thứ tiếng gì vậy? Lâu Doanh không hề cảm thấy ngại chút nào, mỗi người đều có chuyên môn riêng của mình. Có thể để cô ta đánh nhau, nhưng nếu để cô ta học những thứ đó, cô ta rất dễ ngủ gật. Tô Yên nhẹ nhàng thở dài, cô dùng tiếng Bồ Đào Nha nói chuyện với Lễ Tân, lúc này Lễ Tân mới cử người dẫn Tô Yên và Lâu Doanh đến phòng. Vệ Long vẫn còn cầm đồ ở phía sau. Thấy Tô Yên dùng tiếng Bồ Đào Nha nói chuyện với người khác lưu loát như vậy, Lâu Doanh rất khâm phục chị quá lợi hại rồi. Ngành học của chị là ngôn ngữ, trước đây làm việc tại công ty, cũng là làm phiên dịch. Vậy chị biết bao nhiêu ngôn ngữ? Tô Yên nghĩ một chút rồi nói, hồi đó đi học học được 5 loại, sau khi tốt nghiệp chị lại học thêm 3 loại. Chị, thì ra chị còn là học bá. Lâu Doanh rất khâm phục. Chị cảm thấy ngôn ngữ rất thú vị. Đặc biệt là những loại ngôn ngữ nhỏ, và lại học ngôn ngữ, còn có thể hiểu lịch sử của mỗi loại, vô cùng thú vị. Đó là thú vị với những người có đầu óc tốt như các chị, với em mà nói, chính là đau khổ. Lâu Doanh không thích học tập, cô ta đọc sách chưa được 3 phút đã ngủ rồi. Hai người đi thang máy lên tầng 5, vừa ra khỏi thang máy, đột nhiên trong hành lang huyên náo ầm ĩ. Hai người đàn ông hung hãn đang đánh nhau, nói đúng hơn thì, đang liều mạng. Thảm trải trên hành lang đều là máu, những vị khách khác đang đứng ở cửa phòng mình không dám lại gần, nhân viên an ninh của khách sạn la hét ầm ĩ, nói toàn là tiếng Bồ Đào Nha, mời các anh ra ngoài, cấm gây rối ở đây. Hai người đánh nhau đến mức không thể tách rời, một bộ dáng giống như đánh nhau không chết thì sẽ không dừng lại. Cuối cùng Tô Yên cũng cảm nhận sâu sắc được thị trấn nhỏ này loạn như thế nào. Biểu cảm của người đẹp nhân viên khách sạn dẫn các cô lên tầng như đã quen với việc này, thưa quý khách, mời đi bên này. Tô Yên rất khâm phục, thật là bình tĩnh. Lâu Doanh chăm chú nhìn hai người đàn ông đang đánh nhau, cô ta tấm tắc nói, quá yếu, quá là không chuyên nghiệp rồi, đánh móc trả lại một cái, rồi ném qua vai một cái, giữ lấy cột sống của đối phương, kẹp chặt một chút, chắc chắn sẽ lập tức mất mạng, quá đơn giản mà còn đánh lâu như vậy. Tô Yên. Cô chỉ nghe thôi mà đã sởn cả tóc gáy. Mọi người đều hóng chuyện, giữ thái độ chờ xem. Đây là lần đầu Tô Yên tới đây, dù trong lòng có chút dao động, nhưng cô cũng không quản được việc không liên quan đến mình. Cô và Lâu Doanh đang chuẩn bị vào phòng thì người đàn ông đầu chọc vốn dĩ đang bị ép trên mặt đất thoát ra được, chạy về phía các cô bên này. Toàn thân là máu, cả người như hung thần, khí thế bừng bừng, Tô Yên sợ tới mức tim như ngừng đập. Văn của Lâu Doanh không tốt. Cô thì võ không tốt. Lâu Doanh. Tô Yên thức thời, đứng ra phía sau Lâu Doanh. Chị, trốn ra phía sau em là được. Lâu Doanh vô cùng khí phách, trực tiếp hung ác đá một cước qua. Nhanh, ác, chuẩn. Người đàn ông đầu chọc ngã sấp trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi. Lâu Doanh một cước có thể đánh ra sức mạnh 250 kg, bùng nổ ra tay trước đối phương, không phải là chém gió. Nhân viên khách sạn cũng bắt trước Tô Yên. Trốn ra phía sau Lâu Doanh, trước đó còn không nhìn ra, hai vị khách này cũng không bình thường. Người còn lại thấy người đàn ông đầu chọc ngã sấp xuống đất, cũng không nói tiếng cảm ơn, mà ngược lại giống như một tên điên, tấn công Lâu Doanh. Lâu Doanh trực tiếp biểu diễn cách đánh vừa mới nói với Tô Yên. Cánh tay mảnh khảnh bắt lấy bả vai đối phương, lại ném qua vai một cái, kẹp chặt cột sống lưng đối phương. Tô Yên nhìn ra được Lâu Doanh muốn làm cái gì, cô kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng. Chỉ là vô thức hét lên một tiếng, Lâu Doanh. Lâu Doanh nhìn Tô Yên một cái, đổi lại động tác cuối cùng, tha cho đối phương một mạng, đổi lại thành dùng cùi chỏ hung dữ tấn công vào lưng đối phương, một đòn sau đó, nâng người lên, ném ra ngoài. Bịch! Sau khi một âm thanh lớn vang lên, cả thế giới im lặng như tờ. Ánh mắt mọi người nhìn Lâu Doanh dường như đang nhìn một kẻ dị thường. Người đàn ông kia cũng phải hơn 150 kg. Lâu Doanh cứ nâng lên nhẹ nhàng như vậy, còn ném ra ngoài, giống như đang chơi đùa. Tô Yên cũng kinh ngạc nuốt nước bọt, cho dù đã nhìn thấy cảnh tượng Lâu Doanh túm Tần Nhã Đan ngã tới ngã lui thì cô vẫn bị một cảnh đầy ấn tượng như này làm cho kinh ngạc. Tô Yên dựng ngón tay cái với Lâu Doanh, đỉnh. Chuyện nhỏ thôi. Lâu Doanh phủi phủi bụi trên tay, hất tóc chị, đi thôi. Nếu không phải bởi vì Tô Yên ở đây, cô ta không muốn để Tô Yên thấy cảnh tàn bạo hơn, dọa cô sợ. Thì còn lâu cô ta mới ra tay nhẹ như vậy.
Sau khi Tô Yên và Lâu Doanh vào phòng, những người trên hành lang mới như tỉnh khỏi giấc mộng. Người phụ nữ vừa nãy là loại người gì vậy? Nhân vật lớn nào vừa đến thị trấn nhỏ mà hung hãn như vậy? Nhân viên an ninh của khách sạn cũng hoàn hồn lại, chỉ huy, ném hai người này ra ngoài, cọ rửa sạch sẽ trên mặt đất. Dặn dò xong những việc này, nhân viên lúc trước dẫn bọn Tô Yên lên tầng của Louis nhận lỗi với mọi người, xin lỗi, đã làm phiền đến sự nghỉ ngơi của các vị khách quý. Khách sạn chúng tôi sẽ tặng các vị một phần trà chiều miễn phí để thể hiện thành ý xin lỗi. Mọi người không nói gì, lần lượt đóng cửa phòng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ việc lúc nãy. Louis nhìn căn phòng Tô Yên đang ở một cái, cô ấy dặn đi dặn lại nhân viên an ninh, chú ý vị khách ở căn phòng đó nhiều một chút, nhớ lấy, nhất định đừng trêu chọc họ. Thân phận thật sự của Louis là bà chủ sau lưng của khách sạn này, thỉnh thoảng cô ấy sẽ dùng thân phận nhân viên phục vụ tới khách sạn kiểm tra xem xét. Vâng, bà chủ. Dặn dò xong, Louis lập tức rời khỏi. Hành lang vừa khôi phục sự yên tĩnh, Louis đi thang máy xuống tầng, thang máy mở, một người đàn ông vội vã từ bên ngoài đi vào. Cũng là khách hàng của khách sạn này. Louis bước ra khỏi thang máy, lùi sang bên cạnh, thưa quý khách, mời. Ừ, người này không phải ai khác, chính là Lệ Quốc Minh. Lệ Quốc Minh chăm chú nhìn Louis một cái, ông ta đi thang máy lên tầng 6. Tô Yên ở phòng 508, thật trùng hợp, Lệ Quốc Minh ở phòng 608, vừa đúng ở phía trên phòng của Tô Yên. Trong khách sạn, Tô Yên vén rèm cửa sổ lên nhìn về phía xa, ở góc này cô vẫn có thể nhìn thấy đám trẻ con ăn xin ở phía xa xa bên đường. Nơi của người nghèo và nơi của người giàu, ranh giới lại rõ ràng như vậy. Một bên là quyền quý, một bên là nghèo khổ. Tô Yên kéo rèm xuống, hỏi, Lâu Doanh, người của đất nước này đều không quản sao? Chị, chính sách thực hành của nước họ và nước chúng ta không giống nhau, phân chia giai cấp nghiêm trọng, đây cũng là lẽ thường tình, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì sống. Tô Yên cũng biết, không phải cuộc sống ở nơi nào cũng yên bình tốt đẹp. Vệ Long cầm hành lý lên tầng, lại ra ngoài rồi. Tô Yên và Lâu Doanh ở trong khách sạn nghỉ ngơi, đợi tin tức từ bên phía Lục Cận Phong. Lâu Doanh nằm trên sofa, ăn hoa quả, nói chị, hai người họ một người bị thương ở chân. Một người bị thương ở tay, chị cảm thấy sao họ lại có dũng khí ra ngoài được vậy? Hai người thương tật ra ngoài làm việc, hai người thân thể khỏe mạnh ở đây ăn hoa quả dùng điều hòa. Còn thật sự có một chút dáng vẻ tới du lịch. Tô Yên cũng có chút không nỡ, có điều. Lâu Doanh, chị cảm thấy em vẫn là đừng quá coi thường hai ông lớn của ám dạ. Cũng phải, mấy người bên cạnh anh rể, ai cũng thân thủ phi phàm, không chịu thiệt được. Sau đó hai người bèn yên tâm ở trong khách sạn nghỉ ngơi như vậy. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã đến buổi tối. Cả thị trấn nhỏ yên tĩnh đến dị thường, trong lòng Tô Yên cảm thấy hơi hoảng sợ, Lâu Doanh thì tập mãi thành quen. Đúng lúc này, Tô Yên đến phòng tắm, cô phát hiện trần phòng tắm bị rỉ nước, chính xác mà nói, hoàn toàn như một cái thác nước nhỏ. Nước tí tách từ lỗ hổng lớn trên trần rỉ xuống. Lâu Doanh bảo nhân viên khách sạn lên tầng trên xem xảy ra chuyện gì, trên trần rỉ ra một lỗ hổng. Chị, em không có cách nào giao tiếp với họ. Thôi vậy, vẫn là để chị đi. Chương 334, Tô Yên nắm giữ quyền lực tài chính. Lâu Doanh nói không được ngôn ngữ ở đây, vì vậy chỉ có thể để Tô Yên đi. Tô Yên vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh, ầm một cái, nóc nhà lại dột một lỗ lớn, nước chảy ầm ầm xuống. Lệ Quốc Minh đứng ở nhà vệ sinh. Nhìn thấy hai cái lỗ lớn, ông ta quát Tô Duy to, còn ngu thế, chuyện như vậy mà cũng làm không xong, sửa lại cái lỗ này nhanh lên, nếu mà quấy rầy đến nhân viên khách sạn thì rất phiền phức. Bây giờ ông ta chỉ hy vọng tầng dưới ngàn lần đừng có người ở. Tô Duy cầm cờ lê đứng ở trong nước, cậu ta bị Lệ Quốc Minh mắng đến mức tức giận đầy đầu cũng không dám cãi lại. Nhanh lên! Lệ Quốc Minh vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng đập cửa. Thưa quý khách! Tôi là Louis nhân viên của khách sạn, vị khách tầng dưới khiếu nại các vị để dột nước, chúng tôi tới kiểm tra. Thật đúng là sợ cái gì thì cái ý đến. Lệ Quốc Minh chừng mắt liếc nhìn Tô Duy một cái, bản thân cũng đi ra ngoài, ông ta đang định mở cửa, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Chị, bọn người anh rể đã trở lại. Là giọng nói của Lâu Doanh. Lệ Quốc Minh vừa nghe thấy giọng nói của Lâu Doanh, đột nhiên trong lòng cảm thấy căng thẳng. Là ảo giác của ông ta sao? Lệ Quốc Minh vội vàng nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo trên cánh cửa,
quả nhiên là Lâu Doanh và Tô Yên đang đứng ở cửa. Dù thế nào thì Lệ Quốc Minh cũng không ngờ ông ta lại nhìn thấy Tô Yên và Lâu Doanh ở chỗ này. Ông ta không thể đi ra, nghe ý của Lâu Doanh thì Lục Cận Phong cũng ở đây. Một khi ông ta xuất hiện, chắc chắn sẽ xong đời. Lệ Quốc Minh không hé răng, ngược lại ông ta còn khóa trái cửa, hoảng loạn, vội vàng lùi về sau. Tiểu Duy, chạy nhanh lên, nếu không thì không kịp nữa. Ở đây là tầng 6, ngoài cửa sổ có một ống khói, bọn họ chỉ có thể xuống theo đường ống khói. Cha, chuyện gì vậy? Con sắp sửa xong rồi. Tô Duy vẫn giơ cờ lê lên như trước. Còn sửa gì nữa? Lục Cận Phong đang ở đây. Lệ Quốc Minh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trèo xuống theo lối cửa sổ. Nhân viên khách sạn ở ngoài cửa thấy trong phòng không đáp lại, Louis cũng cho người xuống lấy chìa khóa dự phòng. 10 phút sau, cửa mở. Bên trong phòng trống không, đúng là trong nhà vệ sinh có hai cái lỗ lớn. Lâu Doanh và Tô Yên cũng không đi vào. Louis nhìn một lúc, cô ấy đi đến nói, thưa quý khách, là do đường ống nước của nhà vệ sinh bị vỡ, chúng tôi sẽ sửa gấp ngay bây giờ. Hơn nữa chúng tôi đã xếp căn phòng khác cho quý khách, chúng tôi rất xin lỗi vì đã gây rắc rối cho các vị. Thái độ như vậy đúng là rất tốt. Đặt khách hàng lên vị trí hàng đầu, thái độ phục vụ là quan trọng nhất. Tô Yên cũng không làm khó dễ, cô nói tiếng Bồ Đào Nha, không sao. Khách sạn lại sắp xếp phòng cho Tô Yên lần nữa. Mấy người Lục Cận Phong cũng đã trở về, nghe nói đến chuyện nước của nhà vệ sinh thì cũng không để trong lòng. Tô Yên cởi áo khoác cho Lục Cận Phong, phát lên giá đỡ, chuyện của bạn anh thế nào rồi? Gần xong rồi, Lục Cận Phong nới lỏng cà vạt, anh cởi cúc áo rồi vén lên, hôm nay anh gặp Đạt Ngõa, anh ta nói nhìn thấy Lệ Quốc Minh. Tô Yên không biết ai là Đạt Ngõa, nhưng vừa nghe thấy tin tức của Lệ Quốc Minh thì cô lại rất vui vẻ. Lệ Quốc Minh đã ở thị trấn nhỏ này à? Rất có khả năng, Lục Cận Phong nói, Đạt Ngõa đã thấy ông ta ở biên giới, anh ta nói là Lệ Quốc Minh nhập cảnh, Yên Yên, em đừng lo, rất nhanh sẽ tìm được người thôi, anh định để cho người của ám giả tung tin ra, chỉ cần ai cung cấp manh mối hoặc là hỗ trợ bắt Lệ Quốc Minh nhất định sẽ có thưởng lớn. Lục Cận Phong, hôm nay ở trên đường em nhìn thấy rất nhiều trẻ em mồ côi. Ở đất nước này một năm có mấy trăm vạn trẻ em mồ côi, em lại nghĩ ra một ý tưởng. Hả, ý tưởng gì? Thành lập trại trẻ mồ côi. Khi Tô Yên nhìn thấy đám trẻ kia thì trái tim cô đã bị rung động, lúc đó ý tưởng cũng bắt đầu nảy sinh. Hạ Phi và Tiểu Vũ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, hôm nay nhìn thấy những đứa trẻ này, em lại nghĩ đến những khổ cực mà Hạ Phi và Tiểu Vũ phải nếm trải lúc trước. Có lẽ đó thực sự chỉ như muối bỏ biển, em cũng muốn làm để không hổ thẹn với lương tâm. Mở trại trẻ mồ côi, giúp đỡ những đứa trẻ này. Chúng ta về nước cũng có thể thành lập trại trẻ mồ côi, giúp đỡ những bạn nhỏ cần sự giúp đỡ. Yên Yên, thành lập trại trẻ mồ côi ở đây quá khó khăn, số trẻ em mồ côi phải đến hàng ngàn hàng vạn, một khi bắt đầu, bọn họ. Lục Cận Phong mới nói một nửa, lại thấy ánh mắt buồn bã của Tô Yên, anh lập tức đổi giọng. Cười cười, được rồi, bà xã muốn làm cái gì ông xã đều ủng hộ, quyền lực tài chính trong nhà đều trong tay em sử dụng tùy ý. Ông xã, em biết anh tốt nhất mà. Tô Yên mừng rỡ ôm lấy Lục Cận Phong, ông xã, anh yên tâm, em sẽ cẩn thận trong chuyện này, không phải người nào cũng thu nhận, hơn nữa em cũng biết, anh luôn bên cạnh em. Nếu chúng ta thu nhận những đứa trẻ này, cũng có thể ổn định lòng người giúp anh, cho dù sau này là đen hay trắng, thì họ đều phải kính trọng anh vài phần. Sau này cũng sẽ thuận lợi phát triển hơn. Phụ nữ còn thay đổi sắc mặt nhanh hơn cả thời tiết. Yên Yên của anh lo lắng chu đáo quá. Lục Cận Phong không phủ nhận lời nói của Tô Yên, nếu thật sự có thể làm tăng danh tiếng, sẽ có lợi lớn đối với sự phát triển của ám dạ ở bên này. Đừng khen em, kẻo em lại bay cao quá đấy. Tô Yên nói, việc này chỉ là đề nghị tạm thời, bây giờ chuyện của Bạch Phi Minh quan trọng hơn, đầu tiên cần tìm được Lệ Quốc Minh rồi nói sau. Muốn tìm được Lệ Quốc Minh cũng không khó, ngày mai Nika sẽ tổ chức đại thọ, mời tất cả mọi người, Lệ Quốc Minh muốn trở lại như xưa thì nhất định ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội kết bạn như thế này. Lục Cận Phong từ từ xắn tay áo lên, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ở giữa bắt lấy con rùa này là được. Nhưng mà nếu Lệ Quốc Minh biết chúng ta ở đây thì ông ta có dám đến không? Có, Lục Cận Phong nói, đây là cơ hội duy nhất của ông ta. Bên kia. Lệ Quốc Minh và Tô Duy trốn vào ngọn núi. Tiệc mừng thọ vào tối mai, nhất định chúng ta phải đi. Tay Lệ Quốc Minh vịn vào thân cây, ông ta ngắm nhìn thị trấn phía trên. Tiểu Duy, Nika này có một cô cháu gái,
năm nay 18 tuổi, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, con cũng từng là con ma ốm, mà Nika này lại yêu thương cháu gái vô cùng, chỉ cần con có được cháu gái của Nika, cơ hội trở lại như ngày xưa của chúng ta sẽ càng gần hơn. Cha, con nghe lời cha. Tô Duy ngập ngừng hỏi, cha, không phải lúc trước cha còn giấu một lô hàng à? Lô hàng đó. Đừng hỏi những cái không nên hỏi. Lệ Quốc Minh cắt ngang lời nói của Tô Duy, trong giọng nói của ông ta thể hiện sự không hài lòng đối với Tô Duy. Nếu không phải là con trai ruột, ông ta chắc chắn sẽ không dẫn theo. Tô Duy che giấu cảm xúc trong mắt, cậu ta ngoan ngoãn nói, vâng, cha. Thời gian thoáng qua, Tô Yên mặc trang phục địa phương, cùng Lục Cận Phong đi đến tiệc mừng thọ. Mấy người Hạ Vũ Hạ Huy cũng tự nhiên bước theo Lục Cận Phong. Tô Yên và Lâu Doanh chia ra làm hai đường. Lâu Doanh đi với Vạn Nhất, hai tay Vạn Nhất bị thương, tạm thời sẽ không đến tiệc mừng thọ, thân phận của Lâu Doanh hơi đặc thù, cũng không tiện tham dự nên cũng không đi. Tuy nhiên với tính tình của Lâu Doanh, sao có thể ngồi yên trong khách sạn được, trời vừa tối, Lâu Doanh đã ra khỏi cửa. Vạn Nhất cũng đi theo. Dù sao thì Lâu Doanh đi đâu, anh ta đi đó. Lúc này, hai người vừa rời khỏi khách sạn không xa, đã bị mấy chục người vây quanh. Chương 335, đừng chạm vào cô ấy. Lâu Doanh nhìn lướt qua, bắt đầu đếm, 1, 2, 3. Tổng cộng có 58 người. 58 người bao vây Lâu Doanh và Vạn Nhất đến con kiến cũng không chui lọt, nơi này lại là một ngõ cụt nhỏ, trừ khi là người có thể bay qua tường, nếu không đừng nghĩ chạy thoát được. Trên mặt hai người Lâu Doanh và Vạn Nhất đều không hiện lên sự sợ hãi, họ vô cùng bình tĩnh, dùng một câu nói của Vạn Nhất để nói thì, bị người đuổi giết đã là chuyện bình thường như ăn cơm bữa với họ. Tuy nhiên Vạn Nhất cũng thật sự lo lắng cho sự an toàn của cá nhân mình, anh ta nói nhỏ, mẫu dạ xoa, cô có chắc chắn sẽ đánh bại toàn bộ bọn họ hay không? Anh nghĩ tôi là thần à, 8 người còn được, chứ 58 người, dù xa chiến thì cũng mệt chết tôi. Lâu Doanh trợn trắng mắt, chắc chắn nhóm người này hướng về phía anh, đừng liên lụy đến tôi. Lâu Doanh lùi ra sau một bước, hô to, các người muốn bắt anh ta thì bắt đi, không liên quan đến tôi chỉ là người qua đường. Độc Nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Vạn Nhất nghiến răng nghiến lợi, hai tay anh ta túm lấy Lâu Doanh, đừng nghĩ bỏ tôi qua một bên, lúc trước cô làm hại tôi, bây giờ đến lượt tôi làm hại cô. Cánh tay băng bó thạch cao của Vạn Nhất, có thể có bao nhiêu sức lực. Vạn Nhất là cánh tay đắc lực của ám dạ, cho dù là ai thì cũng nghĩ đám người này hướng về phía Vạn Nhất, ai ngờ kẻ cầm đầu lại chỉ về phía Lâu Doanh, người chúng tôi muốn bắt là cô. Lâu Doanh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đầu óc mấy người bị đần à, tôi không đắc tội với mấy người, các người bỏ ra sức lực lớn như vậy để bắt tôi làm cái gì. Vạn Nhất vừa nghe bọn họ muốn bắt Lâu Doanh, anh ta hất tay, lùi lại, lập tức phủi sạch quan hệ, các người muốn bắt cô ta thì bắt đi. Không liên quan đến tôi không biết cô ta. Lâu Doanh, bụng dạ người đàn ông này quá hẹp hòi mà. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Lâu Doanh giận dỗi, cô ta lập tức kéo theo Vạn Nhất, muốn phủi sạch quan hệ à, không có cửa đâu. Nói xong, Lâu Doanh nhìn về phía tên cầm đầu nói, các người có biết người kia là ai không? Lâu Doanh, làm người tử tế chút đi. Vạn Nhất bật cười bất đắc dĩ. Lâu Doanh hừ lạnh nói, các người có thể thấy rõ ràng. Đây chính là cánh tay phải của ám dạ, Vạn Nhất, nếu như bắt được anh ta, thì chẳng phải các người sẽ nổi danh sao. Giờ đây, người của ám dạ đều nằm trong tay các người, chỉ một trận chiến đã lập tức nổi tiếng, quá tuyệt vời. Lâu Doanh dùng sức giật dây. Quả thật người cầm đầu có chút xung động, bọn họ chỉ muốn bắt Lâu Doanh, nhưng không ngờ lại có thêm một con cá lớn. Bắt tất cả bọn họ đưa về cho tôi. Vạn Nhất nghiến răng, mẫu dạ xoa, xem như cô lợi hại. Tôi học từ anh đó. Người cầm đầu ra lệnh, lên cho tôi. Lâu Doanh sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cô ta một đá một đấm, không một chút lưu tình nào, đôi chân thon dài mảnh khảnh giống như sờ nhẹ một cái đã gãy, cánh tay bắp chân gầy và eo thon, Vạn Nhất thật sự không thể hiểu nổi, một người phụ nữ mảnh mai như vậy, mà lại có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy. Những người đó liên tục tấn công, Vạn Nhất nhìn như đang nấp sau Lâu Doanh. Nhưng hết lần này tới lần khác anh ta vẫn kéo Lâu Doanh để cô ta có thể tránh những đòn tấn công. Giống như cá trạch, những người đó thậm chí không thể chạm vào được. Vạn Nhất phụ trách phòng thủ phía sau, Lâu Doanh tấn công, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Đang trong cơn tức giận làm sao mà Lâu Doanh có thể nhận ra được điều này. Thực lực của Vạn Nhất không tốt, nhưng về mặt phòng ngự thì chắc chắn không có mấy người có thể đụng vào anh ta.
tay anh khỏi rồi. Lâu Doanh đã nhận ra điều này. Thuốc của Sa Thành Nghị có tác dụng rất nhanh, sớm khỏi rồi. Lúc này Vạn Nhất không hề giấu giếm, lúc trước vì sợ cô tới tìm tôi làm phiền, cho nên tôi mới tiếp tục giả bộ tàn phế. Gà luộc, anh dám lừa tôi. Lâu Doanh càng tức giận, sức chiến đấu của cô ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô ta trực tiếp hất mấy người xuống đất không đứng dậy nổi. Vạn Nhất sững người. Khi người cầm đầu thấy hai người định bỏ chạy, anh ta tức giận ra lệnh, tất cả đuổi theo, còn ngây người ra đó làm gì, không ai được phép chạy trốn. 58 người không thể ngăn cản hai người, thực sự là một trò đùa. Đám người này xếp thành vòng tròn, chặn hết đường ra. Lâu Doanh lấy một sợi dây thừng từ trong người ném ra, móc nó vào tòa nhà trên đầu và một tay quấn quanh sợi dây. Nếu chỉ có một mình cô ta cũng có thể chạy trốn. Nhưng cho dù cô ta và Vạn Nhất không hợp nhau, nhưng cô ta không thể không nói đạo nghĩa, cô ta có thể bắt nạt Vạn Nhất, nhưng những người này muốn bắt nạt anh ta, không có cửa đâu. Gà luộc, ôm lấy tôi. Lâu Doanh hét lên. Lần này Vạn Nhất lại buông tay và không ôm lấy Lâu Doanh nữa, anh ta biết rất rõ rằng nếu không có anh ta Lâu Doanh nhất định sẽ trốn thoát được. Sợi dây đó không thể chịu được trọng lượng của hai người, ngược lại còn làm tăng khả năng bị bắt. Ông đây không muốn ôm cô. Mẫu Dạ Xoa, cô muốn thừa cơ hội chiếm tiện nghi của tôi. Vạn Nhất cố ý chọc giận Lâu Doanh, cô mập như thế này, sợi dây thường lại mỏng như vậy, chỉ sợ một mình cô đã làm đứt. Vạn Nhất cảm thấy rằng, dựa vào xích mích của anh ta với Lâu Doanh chắc chắn sẽ không ở lại, người phụ nữ này chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn bất cứ thứ gì khác. Vạn Nhất đã thu hút hầu hết mọi người tới đây, cũng là cơ hội cho Lâu Doanh trốn thoát. Công phu mèo cào của Vạn Nhất. Khi mọi người tấn công anh ta dễ dàng bị tóm gọn. Lâu Doanh thực sự bị lời nói kia của Vạn Nhất làm cho tức giận, lẽ ra cô ta nên bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy Vạn Nhất bị bao vây và đánh đập, cô ta không chút do dự, lập tức buông sợi dây trên tay và quay trở lại. Lâu Doanh dùng hai tay nắm lấy một trong những người đã đánh Vạn Nhất và ném ra ngoài. Rất hung hãn. Vạn Nhất đang bị đánh nằm trên mặt đất, nhìn thấy Lâu Doanh quay lại qua những bóng người đông đúc, anh ta ngây ngẩn cả người. Ngay lúc đó, những cú đấm kia đấm vào người anh ta cũng không thấy đau. Vào lúc này, Vạn Nhất nhìn thấy một người nào đó phía sau lưng Lâu Doanh đang chuẩn bị tấn công. Lâu Doanh, cẩn thận. Vạn Nhất kinh hãi nhắc nhở, anh ta muốn dùng sức đứng dậy, nhưng đã quá muộn. Lâu Doanh bị đánh mạnh vào lưng, phun ra một ngụm máu, ngã xuống. Lâu Doanh. Vạn Nhất đưa tay ra đỡ được, trong trận chiến kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Lâu Doanh đã phải chịu rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Cú đánh cuối cùng khiến Lâu Doanh hôn mê bất tỉnh. Ngay lúc này, Vạn Nhất mới nhận ra Lâu Doanh không phải là mình đồng da sắt, cô ta cũng là người bằng xương bằng thịt. Mang tất cả đi cho tôi. Người cầm đầu ra lệnh. Vạn Nhất ngẩng đầu lên, ngay lúc đó, đôi mắt vốn dĩ ấm áp đã trở nên lạnh lẽo hút máu, đôi mắt như bị máu trên người Lâu Doanh nhuộm đỏ. Lưu Sương Hòa, tôi có một lời khuyên cho anh. Chuẩn bị thêm vài cái quan tài đi. Ngay từ đầu, Vạn Nhất đã nhận ra người cầm đầu là ai. Vạn Nhất cũng đã làm việc với mấy người ở đây trong vài năm và anh ta hiểu rất rõ tình hình ở đây. Lưu Sương Hòa đúng là bị những lời này làm cho khiếp sợ rồi. Dù sao thứ mà anh ta bắt chính là người của ám dạ, Vạn Nhất là thành phần cốt cán của ám dạ, nếu như đắc tội với ám dạ, thật sự là cách cái chết không xa. Lúc này Lưu Sương Hòa cũng có chút tỉnh táo. Anh ta không biết vừa rồi vì sao bản thân lại bị Lâu Doanh giật dây, lần này thật sự gặp rắc rối với đám người trong ám dạ rồi. Bây giờ việc đã đến nước này, cũng không còn đường quay lại nữa. Sau khi Lưu Sương Hòa nghĩ thông suốt, anh ta nói, ngài Vạn, thực sự đã đắc tội rồi, mang đi. Có lệnh, lập tức có người bước tới kéo Lâu Doanh và Vạn Nhất. Cút ngay, đừng chạm vào cô ấy. Vạn Nhất mạnh mẽ đứng lên, vô cùng kiêu ngạo, có chút khí phách đàn ông. Anh ta ôm lấy Lâu Doanh, đi trước dẫn đường đi. Lưu Sương Hòa. Chuyện này làm sao có thể xoay chuyển như vậy được, rõ ràng đám người Lưu Sương Hòa là người đã bắt bọn họ. Tại sao bây giờ anh ta lại cảm thấy những người này đã trở thành thuộc hạ của Vạn Nhất? Chương 336, giả vờ ngu ngốc cũng là một loại kỹ năng. Vạn Nhất và Lâu Doanh bị bắt. Lúc này, Lục Cận Phong và Tô Yên đang ở tiệc mừng thọ nên chưa biết chuyện. Bữa tiệc mừng thọ này khác với những bữa tiệc mà Tô Yên từng tham gia trước đây, nó không giống một nơi tổ chức bữa tiệc mừng thọ mà là một địa điểm giao dịch. Mỗi người đều có những giao dịch khác nhau.
có rất ít gương mặt nét Phương Đông có mặt trong tiệc mừng thọ. Hai gương mặt Phương Đông là Tô Yên và Lục Cận Phong có ngoại hình nổi bật nên đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Lục Cận Phong không phải là một gương mặt xa lạ, nhưng Lục Cận Phong chưa bao giờ tham dự những bữa tiệc kiểu này, cả thị trấn cũng không ai biết tin tức gì về việc kết hôn của Lục Cận Phong. Khi Lục Cận Phong giới thiệu Tô Yên là vợ mình với người khác, có rất nhiều người đã ngạc nhiên. Lúc Tô Yên xuất hiện trên sân khấu, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hút về phía cô có khuôn mặt Phương Đông xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, khí chất lạnh lùng, kiểu cách 10 phần của chị Đại, khi cô đứng bên Lục Cận Phong, khí chất của cô cũng không hề thua kém chút nào. Là nhân vật chính của tiệc mừng thọ, Nika cũng nhìn Tô Yên với một ánh mắt khác. Nika năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng thân hình rất cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, có thể thấy là thường xuyên tập luyện. Đôi mắt giống như con báo vào ban đêm, tầm mắt ông ta rơi trên người Tô Yên lưu luyến mãi không rời. Nika hỏi những người xung quanh, cô gái xinh đẹp kia là ai vậy? Sao cha chưa thấy bao giờ? Con nghe nói đó là vợ của đại ca Lục của ám dạ, tên là Tô Yên. Người trả lời là con trai cả của Nika, Lemon. Vợ của đại ca Lục, Nika hơi thất vọng khi nghe được câu trả lời này. Nika được biết đến trong giới là một người ham mê gái đẹp. Khó lắm mới có một người đẹp lọt vào mắt ông ta thì hóa ra lại là vợ của Lục Cận Phong. Lemon hiểu rõ cha mình nhất nên đưa ra lời khuyên cho ông ta, cha, trong nước có câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chỉ cần cha thích, con có thể tìm cách lấy cho bằng được. Thằng khốn, Nika đột nhiên nổi trận lôi đình, hãy nghĩ xem mình đã sai ở đâu. Đắc tội với ám dạ thì gia tộc chúng ta sẽ bị kết liễu. Nika rất thức thời. Ông ta có thể có được địa vị ngày hôm nay bởi vì ông ta biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Lemon đã biết lỗi sai của mình, cha, là do con lỗ mãng. Nika vỗ vai con trai, ông ta hút điếu xì gà, trong lời nói có chút ý tứ, khi làm chuyện gì, nhất định không được để lại dấu vết. Lemon nhanh chóng hiểu ra, vui vẻ ra mặt, con biết phải làm gì rồi. Lúc này Nika mới vừa lòng, thủ lĩnh của Thiên Lang trước kia đang ở đây. Con thay cha đuổi họ, chỉ là một con chó giả vô dụng, không cần hao tổn nhiều thể lực. Con biết rồi, cha. Lemon nói xong thì lập tức đi ra ngoài. Nika đi xuống dưới lầu và đưa những người con trai khác của ông ta đến gặp Lục Cận Phong và Tô Yên. Người anh em. Nika nhiệt tình bước tới và ôm Lục Cận Phong. Lục Cận Phong cũng chào hỏi một cách tượng trưng, ngài Nika, ngài càng ngày càng có tinh thần. Người anh em, đây là ai? Nika nhìn Tô Yên. Ông ta cố ý hỏi. Vợ tôi, Lục Cận Phong giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ địa phương. Tô Yên hiểu được nhưng cô giả vờ không hiểu, cô dùng ánh mắt hỏi Lục Cận Phong. Lục Cận Phong giới thiệu với Tô Yên bằng tiếng Trung, đây là ngài Nika, nhân vật chính của ngày hôm nay. Trước khi đến bữa tiệc mừng thọ, Lục Cận Phong đặc biệt dặn dò Tô Yên rằng phải giả vờ như mình không hiểu gì, có khi không hiểu sẽ có lợi thế bất ngờ, đương nhiên đây là cách bảo vệ Tô Yên của Lục Cận Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa hôm nay chính là yến tiệc hồng môn, giả vờ không hiểu cũng có thể phát huy vai trò bảo vệ Tô Yên vào thời điểm mấu chốt. Tô Yên biết được nhiều thứ tiếng, khách trong bữa tiệc mừng thọ đều đến từ khắp nơi trên cả nước, một số người nói chuyện làm cô quả thực không thể hiểu được, nhưng hầu hết thì đều có thể hiểu được. Hôm nay Tô Yên cần phải làm người vợ ngốc, dịu dàng và đoan trang bên cạnh Lục Cận Phong. Sau khi Lục Cận Phong lén nhìn Tô Yên, Lục Cận Phong lại nói với Nika. Vợ tôi đến đây lần đầu, cô ấy không biết ngôn ngữ nào khác, chỉ biết mỗi tiếng Trung, cô ấy chỉ biết việc bếp núc như những người phụ nữ của bao nhà khác. Cô ấy không biết cụ thể tôi làm gì, ngài Nika đừng lỡ miệng nói ra. Lục Cận Phong nháy mắt với Nika, ngụ ý bảo Nika hãy phối hợp. Nika khá bất ngờ khi biết Lục Cận Phong đã tìm được người ngoài ngành làm vợ mình. Tô Yên cũng thực sự rất phối hợp, cô ôm cánh tay Lục Cận Phong mỉm cười. Ngốc nghếch hỏi, ông xã, anh đang nói cái gì vậy? Lục Cận Phong cũng là một diễn viên hạng nhất, anh chỉ chào hỏi ngài Nika mà thôi. Tô Yên mỉm cười và nói với Nika bằng tiếng Trung, xin chào, ngài Nika. Nika biết tiếng Trung nên nghe hiểu được. Cảm ơn bà Tô, Nika cười nói, mắt nhìn của người anh em thật là tốt. Tìm vợ không phải là tìm đối tác. Nếu như tôi trẻ lại vài chục tuổi thì năm đó tôi đã không lấy vợ cả rồi. Vợ cả của Nika mất sớm nên ông ta mới dám nói như vậy. Nika và Lục Cận Phong nhìn nhau cười, như thể họ là bạn của nhau, nhưng thật ra cả hai đều biết đó chỉ là giả vờ bên ngoài. Thật giả lẫn lộn, đây là xã giao.
Tô Yên đi theo Lục Cận Phong, mấy người Hạ Vũ, Hạ Huy phân tán ra để đi tìm Lệ Quốc Minh. Nika rất sẵn lòng kết bạn với Lục Cận Phong và có mối quan hệ tốt với ám dạ, điều này cũng có lợi cho gia tộc. Đây được gọi là đôi bên cùng có lợi. Lục Cận Phong thầm hỏi, ngài Nika, ngài nghĩ gì về Thiên Lang? Thiên Lang, chúng tôi và Thiên Lang không có hợp tác. Tôi nghe nói Thiên Lang đã đổi chủ, tung tích của Lệ Quốc Minh cũng không rõ. Cậu lại bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Nika cũng rất gian xảo, ông ta hút xì gà, nói chuyện với Lục Cận Phong. Lục Cận Phong mím môi, anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào ly rượu, tôi cũng hơi ngạc nhiên là ngài Nika không chia phần nào trong đó. Người anh em à, người phương Đông các cậu thật đúng là biết nói đùa. Ngài Nika bây giờ là bá chủ của thị trấn này. Làm sao tôi dám nói đùa với ngài được, vài tuyến vận chuyển của ám dạ còn phải nhờ đến ngài Nika. Một thời gian trước, khi Lục Cận Phong sa sút tinh thần, Nika muốn nhân cơ hội đạp một bước để tiến lên và chia phần. Mấy câu đơn giản nhưng nồng nặc mùi thuốc súng. Mồ hôi trên lòng bàn tay của Nika túa ra. Lục Cận Phong tung tin và tỏ rõ quyết tâm bắt Lệ Quốc Minh, Nika nghe ra cũng đoán được là Lục Cận Phong sẽ đến tìm ông ta. Nika chuyển chủ đề, bà Lục ở một mình sẽ buồn chán, hay là tôi bảo mấy đứa cháu gái của tôi đến chơi với bà Lục. Bọn nó biết tiếng Trung. Tô Yên nhìn Lục Cận Phong, hỏi ý kiến của Lục Cận Phong. Lục Cận Phong gật đầu, đi một vòng trong đại sảnh, đừng rời khỏi tầm mắt của anh. Nika nói đùa, người anh em, cậu quá dính chặt vợ rồi. Đây là lãnh địa của Nika tôi. Ai dám ở đây làm loạn, bảo đảm một lát sẽ đem vợ của cậu hoàn chỉnh trở về. Vợ tôi là do bản thân dùng trăm phương ngàn kế để cưới về, nên đương nhiên là phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Lục Cận Phong nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Yên, đi đi, nếu cảm thấy nhàm chán thì đến tìm anh. Trăm phương ngàn kế là sự thật. Trong lòng Tô Yên thầm cười khổ nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cô đứng dậy đi theo mấy đứa cháu gái của Nika. Phòng tiệc rộng lớn, khách nườm nượp ra vào. Mấy cô cháu gái của Nika đã giới thiệu phong tục tập quán địa phương cho Tô Yên bằng tiếng Trung Quốc, sau đó nói về quần áo, túi sách và trang sức. Phụ nữ trên khắp đất nước đều có một ngôn ngữ chung về chủ đề này. Tô Yên cảm thấy thật sự rất nhàm chán, vì vậy cô miễn cưỡng cùng mọi người tán gẫu một hồi rồi lấy cớ đi vào phòng vệ sinh. Không quen thuộc nơi này nên Tô Yên đi sai hướng. Đi đến góc hành lang cô nghe thấy có người nói bằng tiếng Bồ Đào Nha, Lưu Sương Hạo đã bắt được người phụ nữ đó rồi, lần này có thu hoạch bất ngờ, bọn họ cũng bắt được vạn nhất của ám dạ. Cái gì, Lưu Sương Hạo điên rồi, anh ta dám bắt người của ám dạ sao? Khi Tô Yên nghe thấy điều này, trong lòng cô khẽ chấn động. Lâu Doanh và vạn nhất gặp chuyện rồi. Tô Yên đang định dừng lại thì có người nhận ra. Ai đang trốn ở đó? Tô Yên còn chưa kịp rời đi thì hai người đang nói chuyện đi tới, cô thản nhiên bước ra ngoài, cười hỏi bằng tiếng Trung, xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu. Hai người đang nói chuyện vừa rồi là hai người con trai của Nika, vừa rồi bọn họ đi cùng Nika, Tô Yên đã gặp bọn họ rồi. Bà Lục, vừa rồi bà nghe thấy cái gì? Tô Yên ngây thơ nói, vừa rồi tôi đang tìm phòng vệ sinh. Tôi nghe thấy tiếng nói từ đây. Muốn tìm người để hỏi. Không ngờ lại là mọi người. Mọi người đang nói cái gì vậy? Hai người con trai của Nika nhìn nhau, vừa rồi bọn họ nói tiếng địa phương, mà vừa rồi Lục Cận Phong đã nói rằng vợ của anh không biết nói ngôn ngữ khác. Ngay cả khi nghe được thì cũng không biết là đang nói gì. Nếu tin tức người của bọn họ bắt được người của ám dạ bị lọt ra ngoài thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bà Lục, hai anh em bọn tôi đang tán gẫu, nhà vệ sinh ở ngay sau lưng, bà rẽ trái là đến nơi. Họ nói bằng tiếng Trung. Cảm ơn, Tô Yên biết ơn cười một cái, sau đó cô xoay người đi về hướng bọn họ chỉ. Để kiểm tra xem Tô Yên có hiểu những gì vừa nói không, hai người con trai của Nika cố ý nói to bằng tiếng Bồ Đào Nha, Lưu Sương Hòa đã bắt bọn họ nhốt ở đâu. Tô Yên nghe thấy và hiểu được nhưng không dám quay đầu, cũng không dám phản ứng gì cả, cô tiếp tục đi về phía trước. Cô biết rằng cả hai người họ đang thử cô. Chương 337, mẹ ơi người chết sống dậy. Tô Yên bước vào phòng vệ sinh, cô cố ý ở trong đó một lúc lâu, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Lâu Doanh và Vạn Nhất đều bị bắt, những người này lại che giấu không cho Lục Cận Phong biết được, vậy để không đắc tội với ám dạ thì chúng sẽ bí mật giết hai người họ. Từ cuộc nói chuyện giữa hai người con trai của Nika vừa rồi, có thể thấy người tên Lưu Sương Hạo muốn bắt Lâu Doanh, còn Vạn Nhất là một thu hoạch bất ngờ. Tô Yên rửa tay,
điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó đi ra ngoài. Cô gặp lại hai người con trai của Nika ở hành lang. Tô Yên cười gật đầu với hai người, sau đó đi về phía sảnh tiệc mừng thọ. Hai người kia cũng đi đến sảnh lớn, Tô Yên đi tới bên người Lục Cận Phong, hai người kia đi đến bên cạnh Nika, Tô Yên không thể nói ra chuyện Vạn Nhất và Lâu Doanh bị bắt. Tô Yên chỉ có thể tiếp tục giả vờ như không biết, dù trong lòng lo lắng như thế nào thì ngoài mặt vẫn không thay đổi. Lục Cận Phong nắm tay Tô Yên, anh nhẹ nhàng hỏi, sao tay em lạnh vậy? Có chút khó chịu, nhưng không sao. Tô Yên rất ân cần nói, ông xã nói chuyện với ngài Nika đi, em ở bên cạnh anh là được rồi. Dù có Nika ở đây nhưng quan trọng vẫn là vợ mình. Chuyện đề cử, sống chung. Ngài Nika, vợ tôi không được khỏe. Tôi đưa cô ấy về khách sạn trước. Lục Cận Phong nói xong thì định đưa Tô Yên đi. Nika đứng dậy, người anh em, bà Lục không được khỏe. Vậy thì đưa bà Lục lên lầu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ tìm bác sĩ riêng khám cho bà Lục. Lục Cận Phong vô cùng không muốn để Tô Yên ở lại đây. Anh còn chưa kịp nói thì Tô Yên đã cười nói, ông xã, em thật sự không thoải mái, hay là không nghe lời ngài Nika dẫn em lên lầu nghỉ ngơi. Bà xã đã lên tiếng, Lục Cận Phong không biết nói gì nữa, anh chỉ nói với Nika, vậy thì làm phiền ngài rồi. Lúc này con trai cả của Nika là Lemon đi tới, Nika dặn dò, Lemon, đưa ngài Lục và bà Lục vào phòng khách nghỉ ngơi. Vâng, thưa cha. Lục Cận Phong và Tô Yên trở lại phòng khách, khi Lemon rời đi. Tô Yên khóa cửa lại. Yên Yên, em đã đỡ hơn chưa? Sao không nằm trên giường nghỉ ngơi đi? Lục Cận Phong sớm đã nhìn ra Tô Yên có gì đó không đúng, nhưng anh cũng không hỏi, bởi vì đây là địa bàn của Nika. Có thể có máy quay và máy nghe lén được lắp đặt trong phòng này. Cẩn thận vẫn hơn. Vẫn rất không thoải mái. Tô Yên nằm ở trên giường, hai người nhìn nhau trao đổi bằng mắt, ra hiệu ngầm là Tô Yên đã sớm hiểu được, còn cố ý nói, ông xã à? Em rất khó chịu, trong lòng rất hoảng hốt. Nếu anh không tin thì sờ một cái xem. Tiểu yêu tinh, trở về giường trước đi. Lục Cận Phong đã lâu không ăn thịt, Tô Yên dụ dỗ như thế thì anh phải làm sao đây? Trong lúc hai người nói chuyện, Lục Cận Phong cũng đang tìm kiếm máy nghe lén trong phòng. Quả nhiên, anh thực sự tìm thấy một máy nghe lén dưới gầm giường. Hai người nhìn nhau, Tô Yên nằm ở trên giường, Lục Cận Phong nhìn thấy trên tủ đầu giường có nước. Anh lập tức ra hiệu cho Tô Yên viết ra những gì muốn nói. Tô Yên gật đầu, cô nhúng ngón tay vào nước trên tủ đầu giường viết, Lâu Doanh và Vạn Nhất đã bị bắt. Vết nước sẽ khô lại mà không để lại dấu vết. Biết được hai người bị bắt, Lục Cận Phong hơi nhíu mày, nếu bọn họ thật sự bị bắt và rơi vào tay Nika thì chuyện này không thể coi thường được. Lưu Sương Hạo là người của Nika. Lục Cận Phong biết nhất định Nika đang nghe trộm cuộc nói chuyện giữa hai người, anh ra hiệu cho Tô Yên hét lớn. Đồng thời lắc lắc giường để phát ra âm thanh kẹt kẹt. Đương nhiên Tô Yên biết Lục Cận Phong đang làm cái gì cho nên hết lần này tới lần khác đỏ mặt kêu mấy tiếng. Lục Cận Phong vừa đung đưa cái giường, vừa dùng nước phiết ra, có biết bọn họ đang bị giam ở đâu không? Hai người chỉ có thể giao tiếp bằng cách này. Tô Yên lắc đầu tỏ ý không biết, sau đó cô viết, mục đích của họ là bắt Lâu Doanh, lẽ nào chuyện này có liên quan đến Lệ Quốc Minh? Viết xong. Tô Yên phối hợp với Lục Cận Phong kêu lên vài tiếng, cô tức giận nói, ông xã, anh thật là xấu. Lục Cận Phong. Giọng bà xã hấp dẫn quá. Lục Cận Phong nghi ngờ rằng Tô Yên cố ý làm điều đó. Nếu không phải ở trong địa bàn của người khác thì anh nhất định sẽ xử Tô Yên ngay tại chỗ. Phòng kế bên. Nika và mấy người con trai nghe thấy tiếng ồn từ máy nghe lén trong phòng, bọn họ đều là những người lớn tuổi nên cảm thấy có hơi xấu hổ. Lemon nói, anh thấy mọi người đa nghi quá rồi, bà Lục này là một người đẹp thanh tú. Cho dù có nghe thấy thì cũng không biết chúng ta đang nói cái gì. Ông ba là người đã nói về việc Lâu Doanh và Vạn Nhất bị bắt trước đó. Nika cũng đồng ý và hỏi, Lưu Sương Hạo giữ hai người đó ở đâu? Dưới hầm. Lưu Sương Hạo này, kêu anh ta bắt một phụ nữ, sao lại gây ra nhiều phiền phức như vậy, sớm muộn gì Lục Cận Phong cũng sẽ biết Vạn Nhất ở trong tay chúng ta. Quan hệ hiện giờ của gia tộc chúng ta và ám dạ đang căng thẳng, lúc này trở mặt thì thật sự không dễ dàng. Nika lo lắng nói. Cha, con đã hỏi Lưu Sương Hạo, lúc đó không có ai khác ở đó. Chỉ cần chúng ta không nói và không có bằng chứng, thì ai biết được là chúng ta làm. Lemon cũng nói cha, hãy nghĩ cách giữ Lục Cận Phong ở lại thêm vài ngày, để Lưu Sương Hạo có đủ thời gian tiêu hủy cái xác.
Nika trầm tư một lát, đã giải quyết Lệ Quốc Minh rồi sao? Tên chó già đó đã khiến con tìm người ném ông ta ngoài rồi. Ông ta không biết điều, còn muốn mặc cả với chúng ta. Lemon tức giận nói, ông già đó đã xúi giục con trai ông ta dụ dỗ con gái của con. Thật là muốn tự tìm cái chết. Lần này Lệ Quốc Minh thực sự đã tính toán sai, ông ta nào biết có máy nghe lén trong phòng khách, những lời ông ta xúi giục Tô Duy đều bị Lemon nghe thấy hết. Hai người trực tiếp bị ném ra ngoài, thảm hại không chịu nổi. 2 giờ sau, Lục Cận Phong và Tô Yên mới ra khỏi phòng khách, Nika không thể không khâm phục sức chiến đấu của Lục Cận Phong, phải mất 2 tiếng đồng hồ mới xong. Người trẻ tuổi có thể lực tốt thật. Còn ông ta đã hơn 60 tuổi, không thể chơi gì nữa. Bà Lục đã khá hơn chưa? Nika giả vờ quan tâm. Tô Yên vuốt trán, vẫn còn có chút không thoải mái, có thể là do thời tiết. Ở thêm vài ngày nữa là sẽ quen thôi. Nika hào hứng nói, tôi đã chuẩn bị phòng riêng cho hai người ở đây thêm vài ngày. Ngay lập tức Lục Cận Phong và Tô Yên đưa mắt nhìn nhau, đây là muốn níu kéo họ ở lại. Đúng lúc này, Hạ Vũ vội vàng đi tới, đại ca, không ổn rồi, lô hàng chúng ta vừa gửi lúc sáng tự nhiên bốc cháy. Khuôn mặt của Lục Cận Phong trầm xuống, anh nói với Nika, ngài Nika, tôi có việc, xin phép đi trước. Mặc kệ Nika nói gì đi nữa, Lục Cận Phong dắt Tô Yên rời đi, không ai dám ngăn cản. Ra khỏi sảnh tiệc mừng thọ, Lục Cận Phong lạnh lùng chỉ thị, Hạ Vũ, trong vòng 10 phút, hãy tìm tung tích của Vạn Nhất và Lâu Doanh. Không phải bọn họ đang ở khách sạn sao? Hạ Vũ ngẩn ra. Họ đã bị Lưu Sương Hạo bắt đi rồi. Tại sao bọn họ lại rơi vào tay Lưu Sương Hạo? Cô Lâu đánh nhau rất giỏi. Lục Cận Phong thở dài, có Vạn Nhất cản trở. Cậu nghĩ kết quả sẽ như thế nào? Kết quả là cả hai người đều bị nhốt trong lồng sắt. Hầm tối trong thị trấn nhỏ. Trong chiếc lồng sắt khổng lồ, Lâu Doanh vẫn hôn mê nằm trong ngực của Vạn Nhất. Vạn Nhất tự trách bản thân, mẫu dạ xoa, ngàn vạn lần cô cũng đừng có chuyện gì đó, cô mà xảy ra chuyện gì thì tôi. Đột nhiên, Lâu Doanh mở to hai mắt bừng tỉnh rồi ngồi thẳng dậy. Vạn Nhất lập tức khoa trương hét lên một tiếng, mẹ ơi, người chết sống dậy. Chương 338, tự cứu. Lâu Doanh móc lỗ tai, vẻ mặt không kiên nhẫn, ném một ánh mắt lạnh lùng sang, ồn ào, bà đây còn chưa chết, mà zombie cái gì chứ? Khi cô động đậy tay chân, Lâu Doanh mới nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Vạn Nhất rồi, cô mở to hai mắt, nhanh chóng đứng dậy, tức giận nói, gà luộc, anh lại nhân cơ hội để lợi dụng tôi rồi. Vừa nói, Lâu Doanh đã đánh Vạn Nhất. Vạn Nhất ôm đầu, mẫu dạ xoa. Tại sao cô chưa phân biệt phải trái đúng sai đã đánh người bừa bãi rồi? Rõ ràng là cô tự nhào vào trong lòng của tôi đẩy cũng không chịu ra, khiến cho chân tôi tê dần rồi, mà cô lại còn đánh người nữa sao? Không cần biết đúng sai, Lâu Doanh đã đánh anh ta trước rồi. Khi bàn đến việc đánh Vạn Nhất, Lâu Doanh làm phải nói là rất quen tay lẹ mắt. Chút giận xong, Lâu Doanh cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Cô ấy đứng dậy và rũ mái tóc dài của mình, tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi. Vạn Nhất mặt sưng mũi bầm. Vạn Nhất lặng lẽ đứng dậy, chỉ ngón giữa về phía Lâu Doanh, mẫu dạ xoa, xem như cô lợi hại. Lâu Doanh vỗ tay phủi bụi, cười híp mắt bóp cằm Vạn Nhất nói, tôi nhớ rõ lúc trước anh nói bà đây béo, còn nói dối tôi là tay tôi không tốt. Đây là cái giá mà anh phải trả cho việc lừa dối tôi. Nếu muốn sống yên ổn. Thì sau này nhớ lịch sự và khách sáo với tôi hơn một tí, nếu không tâm trạng tôi mà không vui tôi sẽ lại đánh anh một lần nữa. Câu này, tại sao Vạn Nhất nghe lại có hơi bất thường nhỉ? Cứ luôn cảm thấy rằng trong câu này còn có ẩn ý gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra là có điều gì không đúng. Đàn ông tốt không tranh cãi với phụ nữ. Vạn Nhất xoa xoa mặt lẩm bẩm nói, còn cần gì sau này, đợi lát nữa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ tránh xa cô ra một chút, mẫu dạ xoa. Đừng có mà cố tìm tôi sẽ trở về đảo của ám dạ, để tôi xem làm thế nào cô có thể tìm thấy tôi. Nói xong, Vạn Nhất chợt nghĩ ra có chỗ nào đó không đúng. Vấn đề nằm ở hai từ sau này. Anh ta và Lâu Doanh có sau này à? Vạn Nhất dùng mình một cái, thật là quá đáng sợ. Ngay khi anh ta nói xong, khuôn mặt của Lâu Doanh phóng to vô tận trước mặt anh ta. Lâu Doanh ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, tiến mặt sát lại gần. Ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nói, xem ra có vẻ như ban nãy tôi ra tay hơi nhẹ nhàng rồi. Lâu Doanh giơ nắm đấm, Vạn Nhất vội vàng, tiên nữ, là do tôi nói năng không suy nghĩ, nên đã nói lung tung, nếu cô còn đánh nữa,
khuôn mặt này thật sự sẽ bị hỏng mất. Lần này tôi sẽ không tát vào mặt anh nữa. Lâu Doanh nheo mắt cười. Cười đến độ trong lòng Vạn Nhất nổi da gà, Lâu Doanh vừa chuẩn bị ra tay thì bên ngoài có người bước vào. Lưu Sương Hòa dẫn theo hai đàn em của mình đi vào và đứng dưới lồng sắt. Lồng sắt này lơ lửng trên không cũng làm tăng độ khó của việc chạy thoát. Lâu Doanh thu tay lại, nhìn chằm chằm Lưu Sương Hòa ở phía dưới, nói đi, bắt bà này tới đây để làm gì? Lưu Sương Hòa đang hút xì gà, khi cười lộ ra hai hàng răng ố vàng, trông rất ghê tởm. Lâu Doanh, chúng tôi đã tìm cô để hợp tác vài lần, nhưng đều đã bị cô từ chối hay. Lần này cũng là bất đắc dĩ, phải dùng cái cách này để mời cô đến. Tôi muốn cô nhận một hàng đơn. Rất đơn giản, chỉ cần cô đồng ý, chúng tôi sẽ thả cô đi ngay lập tức. Được, đồng ý. Đồng ý rất sảng khoái, thậm chí còn không hề suy nghĩ. Lưu Sương Hòa cũng chợt sửng sốt, cô đồng ý. Vạn Nhất hỏi, bọn họ yêu cầu cô làm gì? Không biết. Vạn Nhất không nói nên lời, không biết mà cô lại đồng ý mau lẹ như vậy. Ra ngoài trước rồi hắn nói, không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy được. Sau khi bà đây ra ngoài, bà đây sẽ nuốt lời. Lúc đó bọn họ có thể làm gì tôi? Lâu Doanh liếc anh ta một cái, hay là anh ở lại đi, tôi sẽ ra ngoài một mình. Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, Lưu Sương Hòa suýt nữa nôn ra máu. Có thể đừng làm càn như vậy được không? Đứng trước mặt anh ta mà lại tư nhiện bàn luận cách trốn tránh như vậy, anh ta còn cần mặt mũi của mình hay không đây? Lâu Doanh, tôi biết cô bướng bỉnh không chịu phục tùng. Nếu cô không đồng ý, tôi thực sự không thể làm gì cô cả, nhưng cô vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi đây. Anh muốn phụng dưỡng cho tôi đến già à? Như vậy cũng ổn đấy, nhưng nơi này hơi khó chịu. Đổi cho tôi một căn phòng màu hồng, rồi tìm vài người đàn ông trẻ tuổi và cường tráng đến, anh hiểu mà đúng không? Lâu Doanh nháy mắt với Lưu Sương Hòa, rồi cười nói, anh cũng không tôi, phục vụ tôi cho tốt. Tâm trạng tôi mà vui vẻ, nói không chừng tôi sẽ làm việc cho anh. Lưu Sương Hòa đã sống hơn nửa đời người, vậy mà lại bị người phụ nữ này trêu ghẹo, tức đến mức mặt cũng xanh mét lên. Một người phụ nữ như cô, làm sao có thể không biết xấu hổ, không biết điểm dừng như vậy? Vạn Nhất gật gật đầu, phụ họa thêm, đúng vậy, tôi tán đồng với anh, người phụ nữ này rõ ràng là không có lòng tự trọng, một người đàn ông già như vậy mà cũng ra tay được, cũng không sợ là mình bị nôn mất. Lưu Sương Hòa, điều này đang làm tổn thương anh ta rồi. Câm miệng, Lâu Doanh lạnh lùng nhìn Vạn Nhất, nếu như không có anh làm cản đường, thì cũng đã không đến nỗi bị nhốt ở đây. Vạn Nhất lẩm bẩm, ai bảo cô quay lại, cô cũng không biết tự mình chạy nữa. Bà đây mà chạy rồi thì không phải trở thành kẻ vô tình vô nghĩa sao, như thế thì làm sao có thể ở lăn lộn trên giang hồ được nữa. Lâu Doanh không nói nhảm với Vạn Nhất nữa, cô nhìn Lưu Sương Hòa ở dưới lồng sắt, có thả hay không thì mau lẹ đi. Lưu Sương Hòa rất muốn thả người đi, nhưng điểm mấu chốt là khó khăn lắm mới bắt được, Lâu Doanh lại không dễ khống chế. Nếu thả đi rồi cô lại không chịu làm việc cho thì không phải là đã bận rộn vô ích rồi sao? Lưu Sương Hòa nhớ rằng trước đó Lâu Doanh đã từ bỏ cơ hội chạy trốn vì Vạn Nhất, vì vậy anh ta cười và nói thả cô đu cũng được. Tôi sẽ cho cô 3 ngày. Nếu cô không làm việc đó, tôi sẽ giết anh ta. Thật sao? Hai mắt Lâu Doanh sáng lên, vậy thì mau thả tôi ra đi, còn người đàn ông này, anh muốn làm gì thì làm. Vạn Nhất vội vàng nói, Lâu Doanh. Không phải ban nãy cô nói muốn là phải biết tình biết nghĩa sao, tại sao trong nháy mắt lại thay đổi suy nghĩ rồi. Người bọn họ muốn bắt là cô, tôi đã bị cô liên lụy. Nếu cô rời đi như thế này, lương tâm của cô không đau sao? Lương tâm của tôi đã bị chó ăn rồi. Lâu Doanh nói, Lưu Sương Hòa, anh còn lề mề cái gì vậy? Mau mở lồng sắt ra đi. Lưu Sương Hòa đã hoàn toàn bị sững sờ. Hai người không phải là một đôi sao? Lâu Doanh và Vạn Nhất đồng thanh nói, ai là một đôi với cô anh ta? Lâu Doanh nói, mắt của bà đây không có bị mù mà đi thích anh ta. Đầu của tôi cũng không bị kẹp vào cửa, thích cô ta à? Làm sao có thể được chứ? Cả hai đều rất độc mồm, không ai chịu nhường ai. Lưu Sương Hòa đã quay cuồng rồi, tôi không quan tâm các người có phải là một đôi hay không. Lâu Doanh, tôi sẽ cho cô 1 ngày để suy nghĩ, nếu như cô không đồng ý. Vậy thì tôi sẽ tiễn hai người cùng nhau đến Tây Thiên. Vạn Nhất chế nhạo, Lưu Sương Hòa, quan tài của anh đã chuẩn bị xong chưa? Lưu Sương Hòa thẹn quá hóa giận, chế nhạo, anh Vạn, tôi biết anh quả thật là người của ám dạ,
nhưng có ai biết anh đang ở trong tay của tôi? Đến lúc đó chết không có bằng chứng. Cho dù là đại ca lục của ám dạ đến, thù cũng có thể làm gì được tôi. Vạn nhất hiểu ra, xem ra anh đã hạ quyết tâm sẽ đối đầu với ám dạ rồi, thật là có tương lai. Tôi còn tưởng rằng ám dạ mấy anh lợi hại đến mức độ nào chứ, nhìn xem, người ta cũng đâu thèm mua. Lâu Doanh ngồi xuống tựa vào lồng sắt. Sau một ngày, tôi sẽ quay trở lại. Lưu Sương Hòa nói, đây là thành phố ngầm, hai người đừng nghĩ tới việc có thể rời đi, bất cả ai vào đây cũng không thể nào tự mình rời đi được. Sau khi bỏ lại những lời này, Lưu Sương Hòa liền rời đi. Chỉ còn lại Lâu Doanh và Vạn Nhất. Lâu Doanh nhìn ổ khóa trên lồng sắt và tự nhủ, giá như có một cây kim thì tốt rồi. Cây kim vàng trên người Lâu Doanh đã bị tịch thu, sợi dây móc cũng không còn. Vừa nghe vậy, Vạn Nhất đã vội sờ sờ ngực, hỏi cô có thể mở ra được à? Phí lời, nghề của tôi mà. Chỉ là một cái lồng sắt mà thôi. Muốn mở ra thì có việc gì là khó, chỉ là không có dụng cụ. Tôi có, Vạn Nhất từ trong quần áo trên ngực lấy ra một cây kim, cô cầm lấy thử xem. Đây không phải là kim của tôi sao, sao anh lại có nó? Quan trọng là anh ta còn đặt nó ở trong lồng ngực, một vị trí gần với trái tim như vậy. Chương 339, tôi đã có chồng rồi. Vạn Nhất bị Lâu Doanh nhìn chằm chằm đã rất xấu hổ khi, anh ta lắp bắp nói, lần trước cô lấy cái này đâm tôi cảm thấy món đồ chơi này khá đáng giá, lại là đồ độc quyền của cô, vì vậy tôi đã nghĩ một ngày nào đó nếu mình có làm điều gì xấu, sẽ để cái này lại hiện trường và vụ oan cho cô. Gà luộc, anh thật là xảo quyệt, lần này thật ngạc nhiên là Lâu Doanh không hề đánh Vạn Nhất, chỉ quay đầu im lặng mở ổ khóa. Trong lòng Vạn Nhất thầm thở phào nhẹ nhõm, tự hỏi không biết liệu Lâu Doanh có tin những lời nói xạo này hay không. Lâu Doanh nhanh chóng mở được ổ khóa, Vạn Nhất hiếm hoi khen ngợi cô ấy, thật sự là có năng lực nhỉ, nhân tiện, chính xác thì Lưu Sương Hòa muốn bảo cô làm việc gì vậy. Thường ngày trông Lâu Doanh không đáng tin cậy, không biết chừng mực, cứ chọc cho người ta giận sôi máu, nhưng tuyệt đối không phải là người ngay cả ý định của Lưu Sương Hòa cũng không biết rõ. Trước có người mua muốn Ngọc Tỷ truyền quốc. Tôi và Phi Minh đã điều tra được đến anh. Thì bên phía người mua lại nói rằng không cần, tăng giá, bọn họ muốn có mạng của người đang sở hữu Ngọc Tỷ truyền quốc. Tôi không đồng ý, bọn họ lại đập thêm tiền. Giọng điệu của Lâu Doanh rất bình lặng, giống như chỉ là đang kể lại một chuyện nào đó vậy thôi. Vạn Nhất nghe vậy trong lòng cảm động và bất ngờ, Lâu Doanh, không ngờ cô lại là người có tình có nghĩa như vậy, không vì tiền mà cúi đầu, đi lấy mạng thôi, tôi thật sự là rất cảm động. Ngọc Tỷ truyền quốc nằm trong tay anh ta, Lâu Doanh biết điều này. Nhưng vừa rồi, Lâu Doanh cũng giả vê ngu ngốc và không nói thẳng với Lưu Sương Hòa. Vạn Nhất ôm lấy đùi của Lâu Doanh, xúc động đến mức suýt rơi nước mắt. Lâu Doanh chán ghét nói, nước mũi dính lên áo quần của tôi luôn rồi, đừng quá cảm động, tôi làm vậy không phải vì anh, đó chỉ là vì quan hệ của chị gái tôi và Lục Cận Phong, nếu tôi vì tiền mà lấy mạng của anh, vậy thì chị của tôi chắc chắn sẽ không nhận tôi nữa. Tôi còn sẽ phá hủy tình cảm giữa hai người họ, tôi làm điều này đơn thuần là vì chị gái tôi, không có liên quan gì đến anh. Câu này là thật, Lâu Doanh không ngu ngốc đến mức vì tiền mà đắc tội với nhiều người như vậy, nó cũng không đáng. Trên thực tế, điều quan trọng hơn là cái giá mà bọn họ đưa ra thật sự quá thấp. Vạn Nhất, ôi, cuối cùng đã uổng công cảm động rồi. Khi chiếc lồng được mở ra, Lâu Doanh nói, ra ngoài trước rồi hắn nói. Tôi vẫn còn đang vội đi cứu Phi Minh nữa. Tôi không có rảnh để lãng phí thời gian ở đây. Trong khách sạn, Tô Yên và Lục Cận Phong đã quay lại rồi, Hạ Vũ đã nhanh chóng tìm thấy nơi giam giữ Lâu Doanh và Vạn Nhất. Hạ Vũ gõ cửa đi vào, đại ca, rất có khả năng anh Vạn và cô Lâu đã bị nhốt trong thành phố ngầm rồi. Lục Cận Phong hỏi, đã tìm được lối vào của thành phố ngầm chưa? Hạ Vũ lắc đầu, tạm thời vẫn chưa. Đây là nhà tù tư nhân do Nika xây dựng. Lưu Sương Hòa nhốt người ở đó. Nika nhất định cũng phải biết chuyện. Ngụ ý là Nika cũng đã đồng ý bắt giữ người của ám dạ bọn họ rồi, vậy mà trong buổi tiệc mừng thọ lại coi như không có chuyện gì. Có vẻ như làm thế là vì muốn trấn áp chuyện này xuống, không chịu nên, vậy thì Lâu Doanh và Vạn Nhất đang thực sự gặp nguy hiểm. Tô Yên và Lục Cận Phong đưa mắt nhìn nhau, Lục Cận Phong nói, đêm nay Nika nhất định sẽ đi thành phố ngầm. Đây là cơ hội tốt nhất tìm được lối vào. Tô Yên cau mày, nếu mà lỡ đụng mặt. Vậy thì nhất định sẽ trở mặt với nhau. Như vậy không phải nhóm của Lâu Doanh sẽ càng thêm nguy hiểm sao?
Lục Cận Phong lạnh lùng cười, muốn động đến bọn họ à, Nika không có cái gan đó. Lục Cận Phong nhìn Hạ Huy, bên phía cậu tối nay có thu thập được gì không? Quả nhiên đúng như lời đại ca nói, tối nay Lệ Quốc Minh có đi dự tiệc mừng thọ, nhưng lại bị con trai cả của Nika là Lemon ném ra ngoài. Khi tôi đến, người đã rời đi rồi, chỉ kém có một chút thôi. Hạ Huy rất chán nản, nếu anh ta mà hơn một bước, thì đã không để nỗi để Lệ Quốc Minh bỏ chạy lần nữa. Trước mắt cứ mặc kệ Lệ Quốc Minh đi, điều toàn bộ người của ám dạ trong thị trấn nhỏ này đến đây, để một số người ở lại đây bảo vệ Yên Yên, những người khác đi theo tôi. Vâng, đại ca, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Lần này Lục Cận Phong nhất định sẽ không để Tô Yên đi theo, anh để Vệ Long, Vệ Hải ở lại phụ trách an toàn của Tô Yên, những người khác sẽ giải cứu đám người vạn nhất. Tô Yên một mình trong khách sạn, đứng ngồi không yên. Cô liếc nhìn thời gian, đã gần đến lúc hửng sáng rồi. Đêm nay, chắc chắn là cô không ngủ được rồi, chỉ có thể mệt mỏi chờ đợi tin tức. Sau nửa đêm, đã là rạng sáng, 4 giờ rồi, đây là lúc người ta mệt mỏi nhất. Tô Yên nằm dựa vào ghế sofa có chút buồn ngủ, đột nhiên cô nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Tô Yên lúc đầu không có ra ngoài, mãi cho đến khi có một làn khói dày đặc chui qua từ khe cửa, cô nghe thấy tiếng chuông báo động, lúc này cô mới mở cửa đi ra ngoài. Vệ Long, Vệ Hải cũng từ trong phòng của mình đi ra. Chị dâu, khách sạn bị cháy rồi, rời khỏi đây trước đã. Được. Tô Yên đi theo Vệ Long và Vệ Hải, rất nhiều khách đều từ phòng của mình lao ra. Nhất thời chạy toán loạn, tiếng la hét, tiếng kinh hoàng vang lên toàn bộ khách sạn. Còi báo động liên tục vang lên khiến lòng người càng hoảng sợ. Thang máy không thể hoạt động, mọi người chen chúc đi thang bộ, người rất đông, mạch điện thì bị đứt, không có đèn chiếu sáng, trong thang bộ chỉ có đèn báo, ánh sáng cực kỳ mờ ảo. Chị dâu, đi bên này. Vệ Long vừa dứt lời, một làn sóng người chạy tới, trực tiếp chen chúc với Tô Yên mà đi, trong chớp mắt bọn họ đã dẹp được đám đông đó. Chị dâu, Vệ Long hét lớn. Vệ Hải cũng hoảng sợ đẩy những người xung quanh ra, chị dâu. Xung quanh quá ồn ào, Tô Yên chỉ có thể lờ mờ nghe thấy Vệ Long, Vệ Hải gọi cô, Vệ Long, Vệ Hải, tôi ở đây. Giọng nói của Tô Yên chìm trong tiếng kêu cứu ồn ào. Mọi người đều đang điên cuồng chạy thoát thân. Tô Yên đã hoàn toàn bị đẩy xuống lầu 3. Cô nghĩ trước tiên sẽ theo mọi người ra khỏi khách sạn. Sau đó sẽ tụ họp lại Vệ Long và Vệ Hải. Đúng lúc này, cũng không biết là ai dùng đèn pin điện thoại di động chiếu sáng, ánh sáng trắng lóe lên, Tô Yên thoáng nhìn thì là người quen. Lemon, con trai cả của Nika. Làm sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Trực giác mách bảo cho Tô Yên rằng cô không thể đi ra ngoài, chuyện Lemon xuất hiện ở đây hẳn không đơn giản như vậy. Nhìn người đang chạy ra bên ngoài, nhưng Tô Yên lại làm ngược lại. Lấy khăn giấy ướt trong túi xách ra, dựa vào tường khó khăn đi tới. Trong khách sạn xảy ra cháy nổ, nhưng ngoài trừ lớp khói dày đặc, cô hoàn toàn không biết ngọn lửa bắt đầu từ đâu. Tô Yên đi lên, cũng không có nhiều người nữa, nên đã dễ dàng hơn rất nhiều. Khách sạn có 15 tầng, Tô Yên vừa leo đến tầng 10 thì đột nhiên bị bàn tay tóm lấy. Đi theo tôi, người của Lemon đang đợi ở dưới lầu để bắt cô. Giọng nói rất quen thuộc. Nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ, Tô Yên có thể thấy rõ người đang ở trước mặt cô là Louis, nhân viên khách sạn. Tô Yên đột nhiên lại cảm thấy an tâm, liền thật sự đi theo. Lemon dẫn người chặn ở cửa ra vào, hồi lâu cũng không thấy bóng dáng của Tô Yên, khách sạn đã bị cháy rồi, không thể nào không đi ra ngoài được. Lemon nhìn thấy Vệ Long và Vệ Hải trong đám người, đây là trợ thủ đắc lực của Lục Cận Phong, Lemon đương nhiên biết điều đó, nhưng anh ta vẫn không hề nhìn thấy mỗi Tô Yên. Vệ Long, Vệ Hải cũng đang ở trong đám người tìm Tô Yên, nếu bọn họ để lạc mất người rồi xảy ra chuyện gì, thì bọn họ làm sao có thể ăn nói với đại ca được. Nhìn thấy Vệ Long, Vệ Hải cũng đang tìm người, Lemon lập tức hạ lệnh cho người của mình, vào khách sạn tìm, chắc chắn người vẫn còn ở bên trong đó. Louis đưa Tô Yên lên tầng cao nhất, khoa cửa ở lối vào cầu thang, Tô Yên leo lên một tòa nhà cao như vậy, vừa thở hổn hển vừa chậm rãi hỏi, sao anh lại giúp tôi? Với lại làm sao anh biết người Lemon muốn bắt là tôi? Louis cởi bỏ bộ đồ nhân viên của mình ra, tùy ý dựa vào lan can, tôi là chủ của khách sạn này, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ những vị khách của mình. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt nhìn còn trẻ hơn Tô Yên, cô vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một nhân viên phục vụ khách sạn mà thôi, không ngờ lại là bà chủ.
Cô nghĩ tôi là con nít 3 tuổi sẽ đi tin những lời nói xạo này sao? Tô Yên đảo mắt, cũng tựa vào lan can để nghỉ ngơi. Bất kể mục đích của đối phương là gì, hiện tại xem ra cô không có ác ý là được. Louis nghiêng đầu cười, tôi rất thích cô. Tô Yên, tôi đã có chồng rồi. Chương 340, mẹ của Tô Yên đã sống lại. Louis đến gần Tô Yên, hơi nghiêng đầu cười, cô trông rất giống mẹ nuôi của tôi, cho nên tôi thích cô. Mẹ nuôi của cô. Tô Yên nhìn Louis ở trước mặt, làn da màu lúa mì, khuôn mặt trông cũng không mềm mại như khuôn mặt của người phương Đông, ngũ quan có góc cạnh rõ nét. Louis là người địa phương, nên mẹ nuôi của cô ấy chắc cũng vậy. Tông màu da cũng khác nhau, làm sao có thể giống nhau được. Ánh mắt của Tô Yên cẩn thận quan sát Louis, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã 20 mấy chưa? 20 mấy à? Louis cười sảng khoái, tôi chỉ mới 18. Tô Yên ngượng ngùng, ngũ quan của người trong nước này có chút áy náy, cũng không thể dùng thẩm mỹ của nội địa để phán đoán được. Louis nói thêm, mẹ nuôi của em cũng là người nội địa. Hai người trông giống nhau, thật sự rất giống nhau, nếu có cơ hội tôi có thể đưa cô đến gặp mẹ nuôi của mình. Bây giờ, chúng ta phải ở đây chờ người khác đến giải cứu mà thôi. Nếu Lemon tìm được đến đây thì phải sao? Tô Yên liếc mắt nhìn chung quanh, đây là sân thượng. Thật sự không có đường nào để đi nữa, chỉ có thể nhảy ra khỏi tòa nhà mà thôi. Khóe miệng của Tô Yên vừa mở ra, vừa dứt lời, thì ở cửa cầu thang liền truyền đến tiếng đá cửa. Louis lập tức ra hiệu cho Tô Yên trốn đi, trên sân thượng không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể trốn ở sau cột nhà. Tô Yên cứ luôn cảm thấy chuyện này có chút tự lừa dối mình. Hiện tại bảo toàn mạng mới là quan trọng nhất, nói không chừng đối phương bị mù không nhìn thấy gì thì sao? Nghe được tiếng bước chân, trái tim của Tô Yên muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Louis cũng căng thẳng theo, vào lúc này một con chuột chui ra, Lemon sợ tới mức nhanh chóng lùi về phía sau. Con chuột. Trong đời này, Lemon sợ nhất là chuột, đó là ám ảnh tâm lý từ nhỏ của anh ta. Louis nhân cơ hội sỉ nhục, tôi không ngờ ngài Lemon lại sợ một con chuột nhỏ bé như vậy. Toàn bộ khuôn mặt của Lemon tối sầm lại. Nếu như đã không có ai ở đây, vậy thì tôi sẽ không làm phiền bà chủ hít thở không khí nữa. Nói rồi, Lemon định rời đi. Louis rất tinh nghịch nói, ngài Lemon, vụ cháy hôm nay ở khách sạn của tôi rất kỳ lạ. Nếu như để tôi điều tra ra ai đã làm điều đó, thì hãy cẩn thận mẹ nuôi của tôi sẽ trả thù đấy. Lemon liếc nhìn Louis một cái, không nói gì, dẫn người bỏ đi. Tô Yên nghe thấy mọi người đã rời đi rồi, lúc này mới đi ra. Cứ như vậy mà đi rồi à? Không phải là cứ như trò đùa của trẻ con rồi sao? Cũng không kiểm tra kỹ xem nữa, nếu phim truyền hình mà quay như thế này thì thật là xúc phạm đến IQ của khán giả, sẽ bị bốc phốt đến chết là không hề có tâm một chút xíu nào. Tô Yên thực sự ngưỡng mộ chỉ số thông minh của những người này, làm cô đã phải uổng công căng thẳng rồi. Louis nói, chắc là bọn họ sẽ không quay lại đâu, đi thôi, đi đến chỗ của tôi trốn. Bọn họ vừa mới đi, bây giờ đi xuống. Không phải là sẽ đụng mặt nhau sao? Còn một lối ra nữa. Louis đi về phía một phía của sân thượng, nơi có một cánh cửa nhỏ. Vừa rồi sao cô không nói? Louis nói, cô cũng đâu có hỏi. Tô Yên cảm thấy lúc nào cô và Louis vẫn cứ luôn không cùng một tần số, cô muốn nói gì đó, nhưng nghĩ rồi lại thấy thối khỏi đi. Đi xuống theo cái cửa nhỏ này, có thang máy dự phòng, có thể trực tiếp đi xuống bãi đậu xe ở lầu 1. Thang máy này rất hữu ích, khi hai người đến bãi đậu xe, Tô Yên muốn liên lạc với Vệ Long và Vệ Hải, nhưng Louis cũng không có điện thoại di động, còn điện thoại di động của cô thì lại rơi ở trong phòng khách sạn. Nên chỉ có thể rời đi trước rồi hắn tính sao? Sau này nghĩ lại, Tô Yên cảm thấy gan của mình cũng lớn lắm chứ không vừa, cứ như vậy mà đi theo người ta, nếu Louis có ý xấu với cô thật sự chỉ có thể bị người khác ra tay làm hại mà thôi. Thực tế đã chứng minh Tô Yên có con mắt tinh tường. Quả thật không nhìn sai người. Một giờ sau, Tô Yên đã đến chỗ ở của Louis, rõ ràng cô chưa từng đến đây bao giờ, nhưng vừa bước vào nhà, đã một cảm giác quen thuộc ập vào mặt. Trang trí và trưng bày trong phòng rất quen thuộc, những đồ gốm sứ trên kệ cũng rất quen thuộc. Tô Yên bị những thứ này làm cho sửng sờ, cất tiếng hỏi, Louis, là ai sắp xếp gian phòng này? Mẹ nuôi của tôi, Louis rót nước cho Tô Yên, mà này... Sao tôi vẫn chưa thấy người đẹp đi cùng với cô? Cô ấy rất giỏi võ, cô có thể bảo cô ấy dạy tôi vài chiêu được không?
Tô Yên hoàn toàn đắm chìm trong đống đồ gốm sứ này, mẹ cô cũng rất thích những món đồ thủ công mỹ nghệ này, sofa, rèm cửa, đèn đóm. Trong căn nhà này giống hệt căn phòng của Tô Yên ở nhà Tô vậy. Chính xác mà nói, nơi đây giống y hệt căn phòng mà cô đã từng sống trước khi lên 8 tuổi. Khi cô lên 8 tuổi, mẹ cô qua đời, cô bị Tần Phương Linh đuổi đến phòng chứa đồ, còn phòng ban đầu của cô đã bị Tô Vân chiếm giữ. Không thể nào, không thể nào được. Tâm trạng của Tô Yên xúc động, nhất thời mất khống chế, nắm lấy tay Louis, giọng nói run rẩy hỏi, mẹ nuôi của cô tên là gì? Bà ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp bà ấy ngay bây giờ. Cô sao vậy? Louis bối rối không hiểu gì nhìn Tô Yên, mẹ nuôi của tôi đã đi ra ngoài rồi, chắc là ngày mai mới trở về. Ngày mai, được, ngày mai. Tô Yên vừa cầm đồ gốm thủ công trên giá vừa hỏi, những đồ gốm này là do mẹ nuôi của cô làm sao? Mẹ nuôi của tôi có sở thích này, bà ấy nói làm vậy có thể tu luyện tâm tính. Tô Yên vuốt ve đồ gốm sứ, mẹ tôi trước đây rất thích làm những thứ này, bà ấy còn để lại dấu ấn của mình dưới đáy lọ. Tô Yên lật lại nhìn xuống dưới đáy, cô đã bị chữ huyền khắc ở dưới đáy bình làm cho kinh hoàng. Mẹ cũng có thói quen khắc một chữ huyền như vậy ở dưới đáy. Khi cô không biết tên thật của mẹ mình là Lệ Huyền, cô cũng đã từng hỏi mẹ tại sao lại khắc chữ huyền này mà không phải là một chữ khác. Lúc đó mẹ chỉ cười dịu dàng không nói gì. Làm thế nào mà lại có chuyện trùng hợp như vậy? Vào lúc đó, trong sân có tiếng xe chạy vào, Louis nói, có lẽ là mẹ nuôi của tôi đã về trước hạn đấy. Louis đi ra ngoài xem, Tô Yên nghe được Louis dùng tiếng địa phương vui vẻ kêu to, mẹ nuôi, hôm nay có thu hoạch được gì không? Tô Yên cũng không nhịn được đặt đồ gốm sứ xuống, bước chân có chút lảo đảo đi ra ngoài. Tô Yên đứng ở cửa, ánh mắt dán chặt vào quý bà đang đứng ở trong sân, trong mắt dần dần đỏ lên. Người phụ nữ dịu dàng và ân cần xoa đầu Louis, sau đó nói bằng giọng điệu cương triều của một người mẹ đang quan tâm đến con mình, mẹ nghe nói rằng khách sạn đã bị cháy. Con có bị thương không? Mẹ nuôi, con không sao. Chuyện tối nay chắc là do Lemon làm đấy. Anh ta chỉ đốt có một căn phòng thôi, ngọn lửa cũng đã được dập tắt rồi. Louis nhìn về phía Tô Yên nói, mẹ nuôi, con có một người em muốn gặp mẹ. Con nói cho mẹ biết, cô ấy trông rất giống mẹ, con rất thích cô ấy, nên đã đưa cô ấy về đây. Ồ, cô ấy đang ở đâu? Người phụ nữ cao quý nhìn Louis bằng ánh mắt dịu dàng. Khi bà ấy quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của Tô Yên, nụ cười trên mặt liền đông cứng lại. Hai mắt Tô Yên đỏ hoe, ngập ngừng gọi một tiếng, mẹ. Là mẹ sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.